Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay, chúng ta đến với phần 2 của bộ truyện Xác Chết Loạn Giang Hồ của tác giả Ngọa Long Sinh. Chương 5 lúc Lâm Nguy được gặp người quen. Trương Cẩn, Hà Khôn đồng thanh nói. Bọn tài hạ tưởng cô nương cũng cần bồi dưỡng tinh thần. Vì bọn địch theo dõi chúng ta quyết không phải bọn thường. Khâu Tiểu San ngứa mặt lên trời thở phào một cái rồi khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vu. Tiểu đệ, hãy ngủ một giấc đi, lúc nữa cường địch tới nơi tất xảy ra trận ác đấu. Khi ấy dù tiểu đệ có mệt hơn nữa, có muốn ngủ cũng không thể được. Cô nói mấy câu này bằng một giọng ôn hòa tha thiết dị thường yêu thương, lúc lại lạnh nhạt không lường nên gã đối với cô vừa phần kính yêu lại vừa phần sợ hãi, liền ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Bức màn đêm buông xuống, chốn sơn giá cực kỳ hoang vu tĩnh mịch. Đột nhiên mấy tiếng chó sói sủa và tiếng quả kêu vang lên từ đằng xa vọng lại càng tăng thêm vẻ khủng khiếp. Bất thình lình một tiếng rú xé bầu không khí lọt vào tai mọi người. Tiêu Lĩnh Vu mở mắt nhìn thấy trên trời đầy sao lấp lánh. Sắc đêm giữa nơi rừng hoang núi thẳm càng thê lương rùng rợn. Khâu Tiểu San bỗng cất tiếng ôn nhu. Tiểu đệ, địch nhân đã tìm tới nơi, tiểu đệ mau ẩn sau khối đá lớn kia. Tiêu Lĩnh Vu rêu rúi vâng lời, gã đứng dậy đi vào phía sau tảng đá lớn. Gã vừa đi được hai bước thì cảm thấy một bàn tay mềm mại nắm lấy tay mình, mùi hương thoang thoảng đưa vào mũi, gã quay đầu nhìn thấy vẻ mặt Khâu Tiểu San rất sầu khổ thì không khỏi giật mình cất tiếng hỏi. Tỷ tỷ, chuyện gì vậy? Khâu Tiểu San đáp. Tiểu đệ ơi, bọn địch đuổi tới đây võ công rất ghê gớm mà tên nào cũng lòng dạ độc ác thủ đoạn tàn nhẫn. Dù tiểu đệ nhỏ tuổi và không hiểu võ công nhưng đã lọt vào tay của chúng thì khó lòng thoát khỏi thương vong. Khi ấy tỷ tỷ phải ra tâm cự địch chẳng tài nào chiếu cố cho tiểu đệ được, vậy cuộc chiến đấu này bất cứ khốc liệt đến đâu. Tiểu đệ cũng không được ló mặt ra coi mà phải ẩn kín thân mình, chớ để chúng dòm thấy. Tiêu Lĩnh Vu đáp. Tiểu đệ nhớ kỹ rồi, xin tỷ tỷ cứ yên tâm. Rồi gã giáo bước đi vào phía sau tảng đá lớn. Khâu Tiểu San nhìn theo Tiêu Lĩnh Vu cho tới lúc gã ẩn thân cẩn thận rồi mới nghiêm sắc mặt bảo Trương Càn, Hà Khôn. Cuộc chiến đêm nay không phải là cuộc tỷ võ công thường trong võ lâm mà là cuộc ác đấu sinh tử. Các ngươi phải hạ độc thủ, đã thương hay giết hại được tên địch nào là giảm bớt nguy cơ được phần ấy. Trương Càn, Hà Khôn đồng thanh đáp. Xin cô nương cứ yên lòng, đêm nay nếu địch không chết thì anh em phải phơi thây. Đột nhiên có tiếng cười quái gở như tiếng thú kêu nổi lên ở ngoài mấy chục trượng tiếng lại rất mau. Chỉ trong chớp mắt đã đến chân núi. Khâu Tiểu San đã nghĩ cách cự địch từ trước, cô liền vung tay một cái. Trương Càn và Hà Khôn lập tức đến phương vị đã dự định. Ba người theo địa thế sườn núi bày thành hình tam giác để cự địch. Khâu Tiểu San thò tay vào bọc rút ở sau lưng ra một thanh nhuyễn kiếm dài chừng 4 thước 8, rộng độ hai ngón tay, cô cầm nhuyễn kiếm từ từ bước tới bên sườn núi. Cô lại móc trong bọc ra một nắm ngân châm cầm sẵn trong tay trái. Bỗng nghe dưới triền núi có thanh âm ồn ồn của lão già cất lên. Bọn tiện nhân kia, các ngươi đã bị vây hãm khác nào tấm thân cá trầu chim lồng mà còn toan liều mạng như loài khốn thú thì đừng trách lão phu độc ác. Trương Càn trước nay vẫn đem lòng kính yêu Khâu Tiểu San đến cùng cực mà nghe đối phương thóa mạ cô là tiện nhân thì không khỏi nỗi giận bừng bừng lớn tiếng quát. Tên mặt chuột kia, sao lại mở miệng mắng người, có giỏi thì lên đây. Bỗng nghe phía dưới có tiếng cười vang tai, một bóng người trèo nhanh như vượt lên sườn núi. Nguyên người này rượt theo đến đây vì đêm tối mà không biết Khâu Tiểu San ở nơi nào, cố ý buông lời thóa mạ để nghe đối phương phản ứng cho biết chỗ. Trương Càn quả nhiên trúng kế. Khâu Tiểu San thấy người thân pháp trèo núi rất lẹ biết ngay là tay võ công tinh thâm. Cô đã đồng sát khí đứng sững trên sườn núi nhưng không nói gì. Cô chờ cho người kia trèo lên tới núi mới vung tay trái liền ra một nắm ngân châm. Khoảng cách sát gần mà Khâu Tiểu San lại vận nội lực mạnh liệt để phóng ám khí. Người kia hốt hoảng cúi xuống tay mặt phóng trường đánh xéo lên, cách ứng biến hắn tránh được những mũi ngân châm của Khâu Tiểu San phóng ra.
mấy mũi châm bay vèo qua đầu còn bao nhiêu bị hắn phóng trường hất ra chỗ khác. Khâu Tiểu San kinh hãi nghĩ thầm. Cứ coi thân pháp hắn trèo núi và né tránh ngân châm cũng đủ biết là tay kình địch. Bỗng nghe Trương Càn quát lên một tiếng, tiếp theo khí giới đùng chạm choang choảng. Khâu Tiểu San quay đầu nhìn lại thấy Trương Càn đang múa đao chiến đấu với người áo đen. Cô lại trông rõ ánh ngân quang thấp thoáng trong tay người áo đen, hắn dùng một đôi binh khí ngoại môn kêu lượng ngân vạn tự sáo. Thứ binh khí này đúng là khắc tinh với đơn đao của Trương Càn. Nguyên về khí giới Trương Càn đã kém thế rồi. Huống chi những người nào đã từng dùng những khí giới ngoại môn là võ công của họ tất có chỗ độc đáo. Tuy nhiên, Trương Càn liều mạng chiến đấu. Ánh đao lấp loáng phóng ra những chiêu tấn công mãnh liệt khiến người áo đen không chém được một chút thượng phong nào hết. Lúc này chỗ Hà Khôn phòng thủ cũng có tiếng quát tháo ầm ầm. Một lão già chọc đầu gầy khẳng kheo không biết đã trèo lên sườn núi từ lúc nào. Lão dùng đôi thiết trưởng để đón tiếp cặp phán quan bút của Hà Khôn. Lão già chọc đầu tuy tay không mà mới ba chiêu đã phóng tỏa được chiêu thức của Hà Khôn. Lão thi triển những công phu tuyệt xảo, không thủ nhập bạch nhân trong phép đại ưng trảo công. Giữa lúc đêm tối, Khâu Tiểu San cũng trông rõ tròm râu bạc tung bay. Võ công lão còn cao thâm hơn người áo đen bên này nhiều. Mới trong khoảnh khắc đã hai tên cường địch trèo lên sườn núi, lúc Khâu Tiểu San đưa mắt nhìn qua bên kia thì người áo đen tránh được ngân châm rồi thừa cơ nhảy vọt lại. Thanh trường kiếm trong tay Khâu Tiểu San rung lên một cái. Ánh ngân quang như cầu vòng vọt ra, những bông hoa bạc điểm tới. Người kia buông tiếng cười lạt rồi vung hai tay lên, ở trong tay áo hắn đột nhiên có làn hắc quang bay ra. Đó là long hổ song hoàn chế bằng sắc nguội. Hắn giấu đôi vòng thép trong tay áo bây giờ mới tung ra để phong tỏa trường kiếm của Khâu Tiểu San. Bỗng nghe tiếng choang vang lên như tiếng rồng gầm. Vòng kiếm đụng nhau tia lửa bắn ra tung tóe. Khâu Tiểu San lại phóng trường kiếm thẳng tới. Đột nhiên ánh hào quang vòng lại đâm vào hai cổ tay đối phương. Nên biết thanh trường kiếm của cô vừa cứng vừa mềm. Cô biến hóa chiêu thế ra ngoài sự tiên liệu của đối phương. Hắn không ngờ thanh trường kiếm của Khâu Tiểu San đang đâm thẳng tới bỗng chuyển hướng. Trong lúc hoang mang hắn không kịp biến chiêu đành lượng vòng đá rồi vọt lên không chuyển mình một cái nhảy xuống. Trong bóng đêm lờ mờ chỉ nhìn thấy một giấy máu rớt theo người hắn. Hiển nhiên cổ tay đã bị kiếm thương. Khâu Tiểu San dường như không ngờ cô mới ra một chiêu mà đã bức bách được cường địch phải nhảy xuống. Bất giác nàng ngẩn người ra. Trong lúc chớp nhoáng này lại có một bóng người cao lớn nhảy lên nhanh như chớp. Khâu Tiểu San đang định đưa kiếm khều lấy đôi vòng của người áo đen bị bắn ra thì mũi kiếm lại đâm vào phía dưới ngựa người cao lớn. Cô không có ý giết người mà chỉ mượn đòn này để đoạt lấy tiên cơ, cặp vòng vừa bay ra thanh trường kiếm trong tay cô đã điểm tới nơi. Ngờ đâu cô vừa chuyển động thân hình thì cặp vòng bị trường phong mãnh liệt của đối phương hất ngược lại. Khâu Tiểu San vội né mình tránh khỏi, bỗng cô nghe tiếng gió vù vù, trong bóng tối cô nhìn thấy như con linh xà vọt tới. Nó là một con xà dầu nhiên tiên hình thù quái dị. Khâu Tiểu San vung thanh trường kiếm vừa chế công để đánh lại. Hai người qua lại ba chiêu, Khâu Tiểu San nhận thấy đối phương bản lãnh cao thâm mà cây nhuyễn tiên trong tay hắn lại biến hóa khôn lường, cô liền vung mạnh thanh nhuyễn kiếm, ánh hàn quang tỏa ra chụp lấy đối phương. Khâu Tiểu San đã nhận thấy cuộc đánh bên đây cần phải mau lẹ cố, sao đã thương được tên đầu sỏ bọn người theo dõi thì mới có cơ hội thoát được. Vì thế cô vừa đồng thủ đã thi triển những chiêu tuyệt học để tranh thắng. Những người mới đến võ công cũng rất cao thâm. Cây xà đầu tiên không những biến hóa khôn lường, sức mạnh ở cổ tay phản công lại ghê gớm. Thế công của Khâu Tiểu San tuy lợi hại vẫn không sao hạ được cường địch. Cô chú ý nhìn thấy người mới đến che mặt bằng tấm sa đen. Cây xà đầu tiên ở trong tay hắn lúc co lại lúc duỗi ra chợt điểm chợt đánh phóng ra toàn những chiêu quái dị. Khâu Tiểu San trong lòng rất lấy làm kỳ, nghĩ bụng. Người này võ công cao cường như vậy sao lại không để lộ chân tướng? Chẳng lẽ bên trong còn có điều chi bí ẩn? Cô còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên thanh âm lạnh lẽo quát lên.
buông tay. Tiếp theo nghe đánh keng một cái dường như tiếng khí giới rớt xuống đất. Khâu Tiểu San đang lúc hoang mang quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy một cây phán quan bút ở trong tay trái Hà Khôn đã bị lão già đầu trọc đánh rớt. Gã chỉ còn một cây bút ở tay mặt phải liều mạng chiến đấu. Trường thế của lão trọc vừa mãnh liệt vừa mau lẹ, cả cặp bút của Hà Khôn không còn chống nổi, huống chi gã bị rớt mất một cây thì tình trạng càng thêm nguy hiểm bội phần. Khâu Tiểu San đưa mắt nhìn qua bên này, thấy Trương Càn đang chiến đấu kịch liệt với đại hán sử dụng cây lượng ngân tử sáo. Cuộc chiến đấu tuy kịch liệt nhưng còn tạm thời giữ được tình thế giàn co bất phân thắng bại. Cô cũng khoan tâm được một chút liền vung bàn tay ngọc phóng ra 30 chiêu. Kiếm hoa bay tới tấp bước bách người che mặt phải lùi lại 3 bước. Lúc này lão chọc tới tấp hạ độc thủ bước bách Hà Khôn né tả tránh hữu. Kể về bản lãnh thì Hà Khôn không thể chiến đấu lâu dài với lão già kia được, nhưng gã thà chết chứ không để cường địch xông lại khiến cho Khâu Tiểu San phải ba mặt cự địch. Vì gã liều mình chiến đấu nên võ công hai bên không chênh lệch mà trường ác đâu còn kéo dài thêm một lúc. Nhưng càng về sau, Hà Khôn càng bị kém thế. Từ lúc tay trái bị rớt mất binh khí, gã cảm thấy khó lòng chống đỡ được nữa. Bỗng nghe thấy một tiếng quát vang hào quang lấp loáng đâm tới. Võ công của lão trọc quả nhiên cao thâm. Trong đêm tối lão nghe tiếng gió đã phân biệt phương hướng. Người lão chuyển động đá vung trưởng đánh ra để ngăn chặn thế kiếm rồi mới nhảy tạt ngang sang bên mấy bước. Khâu Tiểu San liền chờ một chiêu giải được mối nguy cho Hà Khôn thì cây xà đầu tiên trong tay mặt lại thừa cơ quất tới. Hai bên ở thế quân bình. Khâu Tiểu San phóng ra trưởng không chiêu rất kỳ bí, cô tấn công và vẫn phải đề phòng lúc nguy cấp kịp ứng biến để khỏi bị thương về tay đối phương. Lão chọc tuy sử dụng cây nhuyễn tiên rất lợi hại cũng không dám ra chiêu quá mạnh đề phòng có lúc xoay sở. Khâu Tiểu San phân tâm viện trợ cho Hà Khôn một kiếm, người che mặt liền thừa cơ vung nhuyễn tiên đột nhiên đánh tới. Tiếng gió rít lên vù vù. Khâu Tiểu San dùng thanh nhuyễn kiếm dài 4 thước 8 mà cây nhuyễn tiên của người che mặt dài đến 7 thước. Lúc vung lên ánh tiên tỏa ra tới phạm vi trượng vuông, tiến phong rít lên rùng rợn. Lúc này lão đoạt được tiên cơ uy thế cực kỳ cường mạnh. Khâu Tiểu San vận toàn lực múa tít thanh trường kiếm phản kích vào giữa đám bóng tối trùng điệp. Kiếm khí giàn rùa phá vòng vây hồng roi đánh vào. Chỉ trong 10 hiệp cô vãn hồi được thế kiếm. Bỗng nghe người che mặt thở dài nói. Kiếm pháp của nhà họ Khâu quả nhiên danh bất hư truyền. Đột nhiên hắn dừng lại tựa hồ chợt nhớ tới điều gì trọng yếu. Khâu Tiểu San phấn khởi tinh thần. Cô ra chiêu băng Hà Kha đống thanh kiếm vừa tung đã vọt lên 3 bông kiếm hoa chia ra tập kích vào 3 chỗ đại huyệt của người che mặt. Thế kiếm này rất độc địa. Đại hán che mặt thấy Khâu Tiểu San phóng kiếm chợt đâm chợt chém. Cây xà đâu nhuyễn trong tay hắn cũng bị thế kiếm của Khâu Tiểu San phong tỏa toàn bộ. Binh khí của hắn dài quá nên khó thu về. Trong lúc hoang mang, hắn ngửa người lộn về phía sau mới tránh khỏi chiêu kiếm hiểm độc của Khâu Tiểu San. Khâu Tiểu San ra chiêu này thắng thế vãn hồi lại địa vị chủ động. Khi nào cô còn để đối phương có cơ hội trả đòn. Những chiêu kiếm của cô ào ào như gió táp mưa sa. Chỉ trong chớp mắt ánh hào quang đã vây bọc lấy người che mặt làm cho hắn phải chân tay luống cuống. Người hắn ưỡng ngực ra sau không tài nào vùng vẫy đứng lên được nữa. Nhưng bản lãnh người che mặt quả nhiên không phải tầm thường. Hắn tựa sát lưng xuống đất tay đấm chân đá để mượn đà tung mình lên. Khâu Tiểu Sao đánh 10 mấy chiêu liền mà vẫn chưa đả thương được đối phương. Nhưng những bông kiếm hoa vọt ra đầy như làn mây phủ. Dù cô chưa đả thương được người che mặt mà hắn cũng không tài nào phá được làn kiếm quang để thoát ra. Người che mặt lại gắng gượng chống đỡ một hồi. Đột nhiên hắn buông cây xà đầu chuyển tiên ra, đồng thời thò tay mặt vào bọc móc lấy lưỡi dao truy thủ. Hắn quát lên một tiếng thật to vung lưỡi truy thủ chém lịa để gạt trường kiếm của đối phương rồi đứng phắt dậy. Khâu Tiểu San múa kiếm nhanh hơn không để đối phương xông vào gần. Cô cười lạt hỏi. Đã công khai tỷ đấu sao các hạ lại không trường bộ mặt ra? Nếu các hạ còn không chịu lộ chân tướng thì đừng trách bản nhân thủ đoạn độc ác.
Nguyên Khâu Tiểu San đã nghe thanh âm và quay thủ pháp của người che mặt, cô cảm thấy hắn là người rất quen thuộc. Có điều cô chưa nắm chắc nên không tiện nói ra. Người che mặt vừa huy động chùy thủ để phong tỏa trường kiếm, vừa cúi xuống lượm cây xà đầu nhuyễn tiêu, nhưng thế kiếm của Khâu Tiểu San cực kỳ mau lẹ nên hắn không dám phân tâm lượm nhuyễn tiên. Hai người lại đấu mấy chiêu nữa thì tình thế chiến trường đã biến đổi. Hà Khôn lảo đảo người đá mấy cái rồi ngồi bệt xuống. Nguyên Khâu Tiểu San đã giúp gã một tay để bức bách lão chọc gầy nhom phải lùi lại. Hà Khôn liền nhân cơ hội đó lượm phán quan bút lên. Hà Khôn hai tay hai bút tinh thần phấn khởi lại chiến đấu với lão chọc được một hồi. Nhưng bản lãnh hai người chênh lệch nhau xa, Hà Khôn vì phấn khởi tinh thần đánh thêm được mấy chiêu. Đến chiêu thứ năm lão lại bị lão chọc gầy nhom đoạt mấy ưu thế. Lão phóng luôn mấy chưởng hất cặp bút của Hà Khôn bằng tay trái. Còn tay phải lão đánh trúng vào bả vai Hà Khôn. Phát chưởng này khá trầm trọng, Hà Khôn đứng không vững phải ngồi phệt xuống. Cánh tay trái gã bị tê hồ tựa như gỗ, cây phán quan bước trong da này cũng rớt xuống đất. Khâu Tiểu San liếc mắt nhìn lão chọc gầy nhom đang giơ báu tay trái lên đánh xuống. Tuy nhiên cô đang bị cường định rằng có không thể đến cứu được. Đột nhiên một tiếng quát vang, Hà Khôn tay mặt cầm phán quan bút liền ra. Gã lâm vào tình trạng sống dở chết dở, rồi hết toàn lực liền ra nên luồng lực đảo mãnh liệt. Lão chọc thấy đối phương sắp chết dưới bàn tay mình, trong lòng đang hí hửng vui mừng, không ngờ Hà Khôn dùng binh khí liền tới. Lão không khỏi ngẩn người ra. Và lão chậm lại một chút, Khâu Tiểu San thò tay trái vào bọc móc ra một ném ngâm châm giơ tay liền ra. Đột nhiên cô thấy áp lực trên thanh kiếm giảm đi rất nhiều, đồng thời một thanh âm rất khẽ mà rõ ràng lọt vào tai. Mau đi cứu người. Khâu Tiểu San phân biệt phương hướng thì biết là câu này do người che mặt phát ra. Cô không kịp suy nghĩ gì nữa vội nhảy sổ tới. Kiếm quang lấp lánh đâm vào lão chọc gầy nhom. Lão chọc vội né tránh cây bút của Hà Khôn, không ngờ lại một nắm ngân châm của Khâu Tiểu Dần ném tới. Thứ âm khí này nhỏ bé, số lượng khá nhiều mà lại ở trong bóng tối thì việc né tránh không phải dễ dàng. Lão cảm thấy cánh tay trái và vai phải nhức nhối thì ra lão đã bị trúng ngâm châm nên không khỏi giật mình kinh hãi. Lão chọc chưa chấn tỉnh tâm thần thì thế kiếm của Khâu Tiểu San lại phóng tới. Lão chọc quả nhiên bản lãnh không phải tầm thường. Tuy lão bị trúng âm khí mà tâm thần không rối loạn, lão né mình nên tránh khỏi chiêu kiếm. Khâu Tiểu San người xô theo kiếm phóng cước nhằm đá vào bụng dưới lão chọc. Trong bóng tối vang lên một tiếng rú thê thảm. Người lão chọc bị hất tung lên rồi rớt xuống vực thẳm. Đột nhiên tiếng gió rít lên, cây xà bình nhuyễn tiên phóng thẳng tới. Khâu Tiểu San xoay tay vung kiếm gạt cây nhuyễn tiên rồi biến thế đâm xéo lại. Bỗng cô nghe âm thanh rất nhỏ lọt vào tai. Mau đi cứu Trương Càn và giết người kia đi để bịt miệng. Cây nhuyễn tiêu thu về cố ý để hở lối đi. Khâu Tiểu San nghe người che mặt kêu rõ tên Trương Càn thì biết mình đã đoán trúng. Cô vung thanh trường kiếm ra chiêu khởi phùng đoàn giao xuyên vào giữa làn trên đánh thẳng tới đại hán sứ cây lượng ngân vạn tử. Kiếm phong rít lên veo véo. Trong đêm tối lấp lánh ánh ngân quang, võ công của Trương Càn tuy sút kém đại hán một bực nhưng gã quyết tâm liều mạng. Trong lúc sắp thất bại, gã chẳng kể gì đến sự an nguy của thân mình, phóng kiếm đâm lẹ vào chỗ trọng yếu trong mình đại hán. Nếu đại hán không chịu thu chiêu về tự cứu thì có đánh chết được Trương Càn thì hắn cũng chết theo hay ít ra là bị trọng thương. Hắn thấy mình đã chiếm được ưu thế có thể hạ đối thủ chẳng sớm thì muộn, dĩ nhiên hắn không can tâm mạo hiểm cùng chết với đối phương nên thu chiêu về vị trí. Trường hợp này khiến cho Trương Càn có cơ hội rảnh tay lại một chút. Hai người lại chiến đấu 40-50 hiệp nữa. Trương Càn ra mấy chiêu liều mạng mới gắng gượng cho khỏi thất bại. Làn kiếm quang của Khâu Tiểu San phóng tới nhanh như gió. Đại hán nghe tiếng binh khí đánh lại liền vung vạn tự sắc lên gạt thanh kiếm của Trương Càn rồi xoay tay ra chiêu lộc binh thiên mam. Cây lương ngân báo vọt ra ánh ngân quang hộ vệ thân mình đồng thời gạt được mũi kiếm của Khâu Tiểu San đâm tới.
Khâu Tiểu San thấy thế kiếm bị đối phương gạt trách đi liền vung tay trái đánh ra một chưởng, đồng thời cô phóng chân phải đá một cước. Đại hán liền lạng người sang bên tránh khỏi đòn cước và phát chưởng. Hắn đảo mắt nhìn người che mặt thấy y cầm cây xà đầu Nguyễn Tiêu đứng yên không nhúc nhích thì sinh lòng ngờ vực, lớn tiếng quát. Lưu Hương chủ. Người che mặt cười lạt ngắt lời. Sao, ngươi có y hoài nghi phải không? Khâu Tiểu San vung kiếm tấn công liền ba chiêu khiến đại hán chân tay luống cuống không kịp trả lời người che mặt. Bỗng nghe người che mặt lạnh lùng nói tiếp. Đáng tiếc là người biết ta thì đã chậm mất rồi. Đại hán thấy cục diện hỏng rồi, mất hết chí phấn đấu. Khâu Tiểu San lại phóng ra những chiêu cực kỳ lợi hại, dù gã có để hết tâm trí vào việc chống cự cũng không lại, huống chi nhuệ khí mất hết. Trong lúc hoang mang, đại hán bị trúng kiếm bên tay trái. Máu tươi chảy ra như suối. Khâu Tiểu San lại vung trường đánh vào sau lưng đại hán. Một kiếm một trường của cô tuy chẳng làm đối phương uổng mạng nhưng hắn đã bị trọng thương, người hắn lảo đảo rồi ngã lăn ra. Người che mặt quát lên. Hắn đã khám phá ra hành tung của ta, không thể để hắn sống được. Trương Càn cầm đao đứng bên nghe người che mặt quát lên như vậy liền vung đao chém đại hán làm hai đoạn, gã lại vung chân đá thi thể đại hán xuống vực sâu. Khâu Tiểu San quay lại nhìn người che mặt nghiêng mình thi lễ nói. Đa tạ tôn giả có lòng viện trợ. Người che mặt kéo tấm xa xuống, thở dài nói. Khâu cô nương nhận ra được lão phu rồi ư. Dưới ánh sao, Khâu Tiểu San thấy người kia râu dài tung bay trước gió, mặt vuông, miệng rộng, trên má bên trái có một vết dao rất sâu. Khâu Tiểu San đáp. Quả nhiên là lão tiền bối. Vừa rồi vãn bối coi tiên pháp của lão tiền bối mà đoán ra. Người kia giơ tay lên sờ sờ vết sẹo nói. Lão tiền bối thì tài hạ không dám. Nếu cô nương không rõ thì cứ kêu tên tài hạ là được. Trương Càn buông đao xuống chạy lại nói. Văn Kỳ huynh, 10 năm nay chúng ta không gặp nhau rồi. Hà không ở đằng xa cũng reo lên. Từ lúc tương biệt thấp thoáng đã 10 năm, không ngờ đêm nay lại gặp nhau ở chốn hoang sơn này. Gã đứng lên nhưng không chạy được. Lưu Văn Kỳ tên người che mặt đáp. Hai vị nói nhỏ một chút, trong tình trạng này chúng ta nên cẩn thận mới được. Khâu Tiểu San trầm giọng nói. Đêm nay được Lưu Bằng Hiếu cứu giúp bọn tiểu muội cảm ơn vô cùng. Cô ngừng lại một chút rồi tiếp. Dường như ông bàn giữ địa vị khá cao trong bang thần phong. Lưu Văn Kỳ đáp. Hiện nay tài hạ đang làm hương chủ dưới tổng đàn bang thần phong. Khâu Tiểu San đáp. Ngày trước ra mẫu đuổi ông bàn đi mà ông bàn không nhớ thù cũ lại còn giúp bọn tiểu muội. Lưu Văn Kỳ nghiêm trang ngắt lời. Cô nương bất tất nhắc lại chuyện cũ, cái đó hoàn toàn là lỗi ở tài hạ. Kể ra tài hạ đã phạm tội xử tử mới đúng, may được lệnh đường ý tình nghĩa cũ không nỡ hạ sát là đã có ơn đức cao đầy với tài hạ rồi. Lưu Văn Kỳ ngửa mặt trong trời lại nói tiếp. Những chuyện sau khi tương biệt còn dài, nói một lời không thể hết được. Tình hình hiện giờ lại rất khẩn trương, tài hạ không thể trình bày cùng cô nương được, mong cô nương lượng thứ. Đoàn lão cung kính chắp tay thi lễ. Khâu Tiểu San thở dài nói. Chủ mẫu bất hạnh từ trần. Những chuyện cũ đã thành quá khứ, Lưu Bằng Hữu rời khỏi nhà họ Khâu đã 10 năm nay mà con giữ lễ với tiểu muội như vậy khiến tiểu muội chẳng được yên lòng. Lưu Văn Kỳ nói. Nếu nguy trước lệnh đường mà không khoan hồng đại lượng thì tài hạ đâu còn sống đến ngày nay. Y ngừng lại một chút rồi tiếp. Tình hình lúc này thì giờ coi bằng vàng ngọc những việc ngày trước không rảnh mà nói chuyện được. Và lại tài hạ không thể trùng trình, còn có mấy việc hệ trọng phải nói với cô nương. Chương 6 Tiểu cô nương liệu địch như thần. Khâu Tiểu San vút lại mái tóc nói. Việc chi vậy? Lưu Văn Kỳ đáp. Theo chỗ tài hạ biết thì ngoài bang thần phong còn một số cao thủ khác trong võ lâm đang theo dõi hành tung cô nương rất giáo diết. Khâu Tiểu San buông tiếng thở dài, muốn nói lại thôi. Lưu Văn Kỳ nói tiếp. Tuy cô nương đã luyện được môn kiếm pháp chân truyền của chủ mẫu, nhưng sức một người e rằng khó lòng địch nổi những cao thủ mấy đường vây đánh.
Vậy cô nương phải sắp đặt trước mới được. Lão đảo nhìn quanh rồi hạ thấp giọng xuống nói. Lúc mặt trời lặn tài hạ tiếp được linh điểu truyền thư cho hay bang chúa bang thần phong từ thống lĩnh bốn tay cao thủ hiện làm đại hộ pháp sượt tới. Hiển nhiên bọn họ để tâm đến vụ này một cách khác thường. Khâu Tiểu San chú ý lắng tai nghe không nói xen vào. Lưu Văn Kỳ đằng hắng một tiếng tiếp. Tiết lộ chuyện bí mật của bang chúa là phải chịu trọng hình thần xà cắn vào thân thể. Nhưng tài hạ nhớ đến ơn tình của chủ mẫu nên phải mạo hiểm, dù có bị trừng trị cách nào tài hạ cũng can tâm. Trương Can đột nhiên xen vào hỏi. Bang thần phong mới quật khởi trên chốn giang hồ bất quá mười mấy năm mà oai danh đã khét tiếng võ lâm. Không hiểu bang chúa thần phong là nhân vật thế nào. Lưu Văn Kỳ đáp. Nói ra lại xấu hổ. Tiểu đệ tuy gia nhập bang này đã mười mấy năm mà chưa từng thấy mặt thần phong bang chúa, có điều tài hạ biết rõ bốn vị đại hộ pháp đều mang tuyệt kỳ trong mình. Hỡi ơi, nếu quả thần phong bang chúa hân hành tới đây thì e rằng tài hạ không có cách nào giúp được. Bỗng nghe tiếng hú lanh lảnh từ đằng xa vọng lại, Lưu Văn Kỳ biến sắc, nhưng y vẫn gắng gượng bình tĩnh nói tiếp. Thần điệu của bang thần phong có thuật truy lùng các võ lâm hiện nay. Nếu cô nương muốn thoát khỏi bị theo dõi thì phải tìm cách tránh được cặp linh điểu này. Lão đưa mắt nhìn Trương Càn nói. Trương huynh, xin Trương huynh chém tiểu đệ một đao. Tiểu đệ phải đi đây. Trương Càn sửng sốt hỏi. Tại sao vậy? Khâu Tiểu San vung trương kiếm lên lướt cánh tay trái Lưu Văn Kỳ cho máu tươi chảy ra. Cô thu trường kiếm về trao mày hỏi. Hình như hơi nặng qua phải không? Lưu Văn Kỳ quay lại ngó tay trái đáp. Thương thế nhẹ thôi, không làm như vậy thì chẳng có cách nào qua mắt được bọn họ. Cô nương hãy thận trọng, tài hạ xin cáo biệt. Lão vọt mình xuống cúi lại rồi chạy lẹ đi. Khâu Tiểu San nhìn bóng sau lưng Lưu Văn Kỳ biến vào trong bóng đêm. Đột nhiên cô buông tiếng thở dài, ngửa mặt trông chòm sao trên trời ra chiều lo lắng. Trương Càn, Hà Khôn đứng bên ngơ ngác không dám lên tiếng. Hai người biết Khâu Tiểu San khi gào việc khó giải quyết là ngửa mặt trông trời ngấm ngầm suy nghĩ không nói câu gì. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Khâu Tiểu San dường như tìm ra được một quyết định, cô đảo mắt nhìn Hà Khôn hỏi. Thương thế ngươi ra sao? Hà Khôn đáp. Được nghỉ ngơi một lúc thuộc hạ đã thấy khá nhiều. Khâu Tiểu San hỏi. Liệu có thể thượng lộ được chưa? Hà Khôn nghiến răng đáp. Thuộc hạ đi được rồi. Khâu Tiểu San thò tay vào bọc móc chiếc bình ngọc ra, mở nắp lấy hai viên thuốc đưa cho Hà Khôn nói. Ngươi uống hai viên thuốc này đi rồi chúng ta thượng lộ. Hà Khôn đón lấy thuốc nhắm mắt vận khí điều dưỡng. Khâu Tiểu San cài nhuyễn kiếm vào sau lưng rồi từ từ bước tới phía sau tảng đá lớn. Cô thấy Tiêu Lãnh Vu vẫn ngồi tựa vào phiến đá, gã nhắm mắt điều hòa hơi thở. Khâu Tiểu San cất tiếng gọi. Tiểu đệ. Tiêu Lãnh Vu mở chừng mắt nhìn Khâu Tiểu San cười hỏi. Bọn người đó đều bị tỷ đánh đuổi đi rồi phải không? Khâu Tiểu San hỏi. Chúng chạy hết rồi, cuộc chiến đấu vừa rồi khiến cho tiểu đệ khiếp sợ lắm phải không? Tiêu Lãnh Vu đáp. Tiểu đệ nấp ở phía sau tảng đá thò đầu ra ngó trồm thấy tỷ võ công cao cường hất bọn họ xuống vực. Khâu Tiểu San hỏi. Tiểu đệ ở nhà được ăn ở sung sướng chẳng hay hơn là đi với ta chịu đựng mọi điều gian khổ. Tiêu Lĩnh Vu dứng lên cười đáp. Tiểu đệ thấy vui quá, không khổ sở chút nào. Khâu Tiểu San thấy gã toàn thân run lẩy bẩy, hiển nhiên thể chất yếu ớt không chống nổi cơn rét mướt thì trong lòng thương xót, nắm lấy hai tay gã hỏi. Tiểu đệ rét lắm phải không? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Chân tay tiểu đệ hơi lạnh một chút. Khâu Tiểu San nói. Bây giờ chúng ta lại phải nhượng bộ ngay mà đi suốt đêm. Tiêu Lĩnh Vu đáp. Vậy càng hay, đi đường trường người sẽ nóng lên. Khâu Tiểu San hỏi. Đường núi gập ghềnh lại có tuyết đọng, dù người biết võ công đi còn khó khăn tiểu đệ đi thế nào được. Để ta bảo Trương Càn cõng tiểu đệ nhé. Tiêu Lĩnh Vu tử biết đường núi gập ghềnh, đi lại khó khăn nên không nói gì nữa. Khâu Tiểu San liền cởi dây lưng buộc Tiêu Lĩnh Vu lên lưng Trương Càn rồi khẽ bảo gã.
Tiểu đệ đừng sợ chi hết, mọi việc đã có tỷ tỷ lo liệu. Tiêu Lĩnh Vu gần đầu đáp. Tiểu đệ đã lớn rồi, còn sợ gì nữa? Khâu Tiểu San tuy ngoài miệng an ủi Tiêu Lĩnh Vu như vậy mà trong lòng cô xiết nổi lo âu vì cuộc hành trình này vô cùng gian nan nguy hiểm, không biết sống chết lúc nào. Hà Khôn đã vận khí điều tức xong mở mắt ra coi mọi người rồi nói. Trương huynh, để tiểu đệ mở đường cho. Khâu Tiểu San nói. Các người đi theo ta để bảo vệ cho Tiêu công tử. Rồi cô cất bước đi trước. Hà Khôn hai tay cầm phán quan bút đi sau Trương Càn. Tuy gã đã được nghỉ ngơi một lúc và uống linh đan của Khâu Tiểu San nhưng vết thương hãy còn ngâm gầm đau, đi lại khó khăn. Khâu Tiểu San khinh công tuyệt đỉnh, cô đi trên đường núi đầy tuyết phủ mà vẫn mau lẹ dị thường. Nhưng Trương Càn phải cõng Tiêu Lĩnh Vu, Hà Khôn thương thế chưa hoàn phủ, vẫn cố đi chậm để chờ hai gã. Tiểu Lĩnh Vu xuống lưng Trương Càn đảo mắt nhìn bốn bề tối om chỉ có lờ mờ bao phủ núi non, phong cảnh thê lương mà hùng tráng, gã chưa từng được thấy qua. Tuy gió lạnh quật vào mặt như dao thứa, gã vẫn cao hứng. Khâu Tiểu San đi trước dẫn đường xuống hết dốc núi rồi ra vào sơn cốc mà tiến. Trương Càn đã biết cô thông tuệ hơn người, cử động của cô đều có tác dụng nên không hỏi han gì. Trong hang núi gió đã bớt mạnh, không rét như trên đỉnh núi. Khâu Tiểu San đi một lúc rồi dừng chân. Cô quanh co dẫm lên mặt tuyết in vết chân để lại. Tiêu Lĩnh Vu thấy vậy rất lấy làm kỳ, gã không nhìn được cất tiếng hỏi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ làm gì thế? Khâu Tiểu San đáp. Để rối loạn tai mắt địch nhân. Tiêu Lĩnh Vu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Tiêu đệ hiểu rồi. Tỷ tỷ để vết chân như vậy khiến địch nhân theo dõi chúng ta không hiểu mình đi về phương nào. Khâu Tiểu San nói. Đi trên núi tuyết chẳng thể nào tránh khỏi có vết chân lưu lại, làm thế này bất quá khiến họ sinh lòng nghi hoặc còn chuyện làm cho họ hết đường theo dõi thì khó lắm. Mấy người lại đi một lúc Khâu Tiểu San đột nhiên ngừng lại chặt hai cây trúc bên đường rồi bảo Trương Can, Hà Khôn. Các ngươi hãy ngồi nghỉ đây một lúc. Đoạn cô chở gót đi về lối cũ, dọc đường tay cô không ngừng xóa những vết chân còn để lại. Chừng hơn một dặm cô chống lại cây gậy trúc để đi lơ lửng trên không. Mỗi lần chống đôi gậy trúc dài một trượng là cô lại vọt mình đi được ba trượng. Tiêu Lĩnh Vu thấy Khâu Tiểu San nhô lên hụp xuống lướt đi tuy trong bóng đêm, nhưng nhờ ánh sáng lờ mờ gã cũng nhìn thấy bóng người thấp thoáng, bất giác gã buông tiếng thở dài. Khâu Tiểu San hỏi. Tiểu đệ, sao tiểu đệ phải thở dài? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Bản lãnh của tỷ tỷ khiến cho tiểu đệ thán phục vô cùng. Khâu Tiểu San nói. Tiểu đệ được trời phú cho bản tính hơn đời nếu cố công luyện tập thì ngày sau thành tựu còn hơn ta nhiều. Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói. Tiểu đệ phải chết yêu thật phụ lòng hy vọng của tỷ tỷ. Rồi gã buồn rầu cúi xuống. Khâu Tiểu San lại nhớ tới di thư của mẫu thân, liền đến an ủi gã. Tiểu đệ bất tất phải lo âu, nếu tiểu đệ chịu nghe lời tỷ tỷ thì sống đến trăm tuổi cũng có thể được. Rồi cô biến sắc thành vẻ nghiêm trọng chậm rãi nói tiếp. Nếu tiểu đệ không chịu nghe lời ta mà chết trước 20 tuổi là phụ lòng vân di đó. Tiêu Lĩnh Vu dường như tỉnh ngộ hỏi. Tiểu đệ cũng có thể luyện võ công được hay sao? Khâu Tiểu San nghĩ thầm. Ta nên nhân lúc này mà kích thích tấm lòng ham sống của gã mới được. Cô liền mỉm cười đáp. Phải rồi, trong di thư của gia mẫu có nhắc tới hào khí của tiểu đệ, chỉ cầu sao tiểu đệ dùng tâm cầu học thì việc thành tài cũng chẳng khó gì. Quả nhiên Tiêu Lĩnh Vu lộ vẻ vui mừng. Trương Càn và Hà Khôn sau khi được nghỉ lúc nữa, sức lực đã phục hồi khá hơn trước rất nhiều. Khâu Tiểu San đưa mắt nhìn hai gã khẽ hỏi. Thương thể hai người khá nhiều rồi phải không? Liệu đã trèo dốc núi được chưa? Trương Càn, Hà Khôn đồng thanh đáp. Không có gì đáng ngại nữa. Khâu Tiểu San nói. Nếu vậy hay, chúng ta đi thôi. Rồi cô trò gót trèo vách núi. Trương Càn, Hà Khôn đều là những tay bôn tẩu giang hồ có nhiều lịch duyệt mà cử động của Khâu Tiểu San cũng khiến hai gã nghi ngờ. Chúng nghĩ thầm.
Cô này đã đưa bọn ta vào hang núi để tránh có mắt theo dõi của địch, sao bây giờ lại trèo lên núi? Tuy hai gã trong lòng ngờ vực, nhưng không dám hỏi nhiều, lầm lũi theo cô trèo lên núi. Vách núi cao ngất trời lại tuyết phủ, trèo lên thật vất vả. Khâu Tiểu San khinh công chắc tuyệt không lấy gì làm cực nhọc cho lắm, nhưng Trương Càn phải cõng Tiêu Lĩnh Vu, Hà Khôn thân thể chưa khỏi hẳn thì thật là gian nan. Hai gã mồ hôi ướt đầm, hơi thở hồng hộc. Đỉnh núi này không đầy bốn trượng vuông lại đá mọc lởm chởm mà bị tuyết phủ. Khâu Tiểu San kiếm nơi ẩn giá, gạt tuyết đi nói. Tiểu đệ, trên núi cao ban đêm cũng rét lạnh mà thân thể tiểu đệ lại hư nhược, vậy hãy khoác tấm áo này vào. Cô vừa nói vừa lấy tấm áo mềm nhún khoác vào mình Tiêu Lĩnh Vu. Tiêu Lĩnh Vu sờ tấm áo khoác thấy mềm như bông mà lại rất mỏng không biết chế bằng thứ gì. Trong lòng gã rất cảm kích, gã nói. Tỷ tỷ đối với tiểu đệ thật là hết lòng. Khâu Tiểu San tủm tỉm cười, đảo mắt nhìn Trương Càn, Hà Khôn nói. Các ngươi cũng nên nhân lúc này ngồi vận khí điều dưỡng. Có vẻ sáng mai chúng ta lại phải trải qua một trường ác đấu. Cô ngừng lại một chút rồi tiếp. Trên đó không có linh điểu dò la, dưới đất có cường địch theo dõi. Chúng ta không thể trốn xa được, điền giờ tạm lánh nơi đây. Ngọn núi này hình thế hiểm trở, dù gặp địch cũng còn có thể nương vào thế hiểm để chống chọi được. Nếu kế dù địch của ta hiệu nghiệm thì như vậy cũng đủ làm cho chúng dượt đi xa hơn là một điều may mắn vô cùng. Bằng không, mình ở trên cao nhìn xuống điều tra đường lối của địch rồi sẽ nghĩ cách chống đối. Hà Khôn nói. Cô nương liệu địch như thần. Bọn thuộc hạ rất là bội phục. Khâu Tiểu San lại ngừng mặt trông chiều trời nói. Bọn địch theo dõi chúng ta ngoài bang Thần Phong còn nhiều tay cao thủ khác. Vậy chúng ta cần tìm cách ly gián cho chúng tàn sát nhau để có cơ hội trốn thoát. Trương Càn, Hà Khôn tuy lịch duyệt giang hồ, nhưng cơ mưu kém cỏi. Chúng không nghĩ ra cách gì chỉ lặng lẽ ngồi yên. Đêm lạnh lâu qua, Tiêu Lĩnh Vu tựa vào mình Khâu Tiểu San chiếu theo pháp đá tỏa của Vân Di vận khí cùng điều hòa hơi thở. Tuy đã không hiểu Vân Di Đà truyền thụ môn tông thái rất trông vô tâm, nhưng cũng cảm thấy sau một lúc và tức thì sức chống rét tăng ra rất nhiều. Gã để hết tinh thần vào việc rèn luyện nên lấn tới rất mau. Khâu Tiểu San lẳng lặng ngồi coi cách điều nguyên của Tiểu Lĩnh Vu, thấy gã dần dần đi vào chỗ quyên mình thì mừng thầm trong bụng. Cứ hình thức này này mà tiến triển thì chỉ hơn một năm là gã có thể qua được bước đường nguy hiểm. Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, phương đông đã ánh bình minh, trời sắp sáng rồi. Khâu Tiểu San thấy Trương Càn, Hà Khôn thần sắc đã khá nhiều, tinh thần cùng thể lực đều khôi phục được đến tám phần. Đột nhiên có tiếng cho sủa gâu gâu vọng lại, Khâu Tiểu San đồng tâm nghĩ thầm, cảnh khuya rét lạnh ở chốn thâm sơn đầy tuyết phủ làm sao lại có tiếng chó sủa. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, cô lắng tai nghe cánh chim vỗ trên không, liền đứng dậy khẽ bảo Trương Càn, Hà Khôn. Các ngươi liệu mà bảo vệ cho gá. Đoàn cô tung mình nhảy vọt lên như chim én đứng trên một tảng đá lớn. Khâu Tiểu San ẩn mình nhìn ra, dưới ánh ban man cô ngó thấy hai con bồ câu bay lướt trên đỉnh núi thẳng xuống hang sâu. Hai tiếng chó sủa gâu gâu lại vang lên. Khâu Tiểu San ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy trên đất tuyết dưới chân núi có ba chấm đen chạy rất mau tới. Khâu Tiểu San nội công tinh thâm, mực lực hơn người. Cô thấp thoáng nhìn thấy bóng hai con chó đen cao lớn chạy rất nhanh, sau hai con chó là một bóng người. Hai con chó và người này lướt mình đi rất lẹ, chỉ chóp nháy mắt xuống tới chân núi. Lúc này trời đã sáng tỏ. Khâu Tiểu San nhìn rõ người kia mặc áo trường bào màu lam, dường như còn ít tuổi lắm. Đầu gã đội nón chiên kéo sụp xuống mí mắt che lấp nửa mặt. Hai con chó đen cao lớn khác thường, bốn chân hấm đất mà cao gần bằng đầu gã áo đen. Đôi chó ngẩng đầu trông lên tựa hồ muốn trèo vách núi dựng đứng, nhưng gã áo lam giữ chặt dây buộc chúng không chịu buông ra. Đột nhiên một tiếng hú vang rồi cả vùng sơn cốc. Rồi hai bóng người nữa hiện ra, hai người này cũng vọt đi như tên bắn chạy tới nơi. Khâu Tiểu San tự hỏi. Gã áo lam kia không hiểu lai lịch thế nào. Cứ tình hình này thì đôi chó mà gã dắt trong tay đã đánh hơi thấy bọn mình trú ẩn trên này, không hiểu tại sao gã chưa chịu trèo lên đỉnh núi.
Cô còn đang suy ngẫm nghĩ thì ba bóng người ở phía xa xa đã chạy tới gần chân ngọn núi mà cô đang đứng. Hai người đi sau là hai đại hán mình vận võ phục lưng dắt binh khí. Gã áo lam dắt hai con chó đứng giữa hoang núi, sợi dây buộc chó rất dài cản đường hai đại hán. Hai đại hán ngắm nghía gã áo lam, dường như họ đã nhận ra gã là một nhân vật không nên dây vào. Chúng chắp tay thi lễ nói. Xin ông bàn nhường lối cho bọn tài hạ. Khâu Tiểu San đứng trên cao nhìn xuống thấy rõ hết mọi cử động của mọi người. Gã áo lam từ từ quay đầu lại ngó hai người mới đến bằng cặp mắt lạnh lùng. Đột nhiên gã dùng sợi dây trong tay một cái, hai con chó đen cao lớn sủa lên mấy tiếng rồi chạy về phía hai đại hán. Hai đại hán vung binh khí tạo thành một làn hào quang ngăn cản hai con chó, đồng thời chúng nhảy lùi về phía sau. Gã áo lam vừa giật dây cho đôi chó nhảy sổ lại, đột nhiên thu dây về, đôi chó cúi mình tránh khỏi khí giới của hai người rồi đứng dựng giơ móng lên chụp. Hai đại hán nghiêng mình né tránh, đồng thời vung hai thanh quỷ đầu dao sống dày xuống đầu chó. Thế là đôi chó và hai người khai diễn một trường ác đấu trên đất tuyết dưới chân núi. Hai con chó đen lớn vẫn được gã áo lam cầm dây thao túng khi tiến khi thoái lúc công lúc thủ tựa hồ theo võ học của một nhà riêng. Hai đại hán tuy cầm binh khí mà không làm gì được chó. Người chó đánh nhau chứng một khắc thì gã áo lam đột nhiên buông sợi dây ra. Đôi chó bây giờ không bị hạn chế nhảy sổ tới phản kích ác liệt hơn trước, chúng xoay quanh hai đại hán rất mau lẹ khiến chúng không sao đánh lại được đôi chó. Khâu Tiểu San nghĩ thầm. Hai con quái vật cao lon kia giống chó mà không phải chó. Tuy chúng hung dữ mà chẳng phải là một giống động vật vô ý thức. Chúng cầm cự được với hai tay cao thủ võ lâm thật không phải chuyện dễ. Gã áo lam kia không hiểu là nhân vật thế nào mà huấn luyện được hai con chó lợi hại như vậy. Cô còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên thấy hai đại hán cầm quỷ đầu đao đánh giáo giết hơn, bắt buộc chúng lùi lại. Hai đại hán tuy không đem nổi thua những móng sắc của đôi chó nhưng hiển nhiên chúng biết khó lòng chế phục được hai con vật nên cũng thừa cơ rút lui. Gã áo lam đột nhiên hú lên một tiếng. Đôi chó rượt theo quanh vào góc núi mất hút. Gã áo lam ngẩng đầu trông lên ngọn núi. Đột nhiên gã vung tay một cái nhảy vọt lên cao hai trượng rồi sử dụng cả tay lẫn chân để trèo núi. Thân pháp của gã áo lam cực kỳ mau lẹ. Chỉ trong chớp mắt gã đã trèo lên gần tới đỉnh. Khâu Tiểu San không hiểu lê vịt gã áo lam, trong lúc nhất thời cô dùng rằng không quyết định được nên có cản trở gã hay chăng. Cô ngần ngừ một chút thì gã đã trèo lên đỉnh núi, chăm chú nhìn vào chỗ Khâu Tiểu San ẩn thân, cất tiếng lạnh lùng hỏi. Có phải Khâu cô nương đó chăng? Trương Cằn, Hà Khôn đứng phắt dậy, cầm dao cầm bút chạy thẳng lên. Khâu Tiểu San xua tay nói. Các ngươi lùi lại đi. Hai gã đồng thanh giả một tiếng rồi lùi lại xa hơn trượng. Gã áo lam dường như cố ý che lấp nửa mặt đi. Gã kéo sụp mũ thấp xuống, mắt bên phải gã lấp vào trong vành nón, chỉ còn hở mắt bên trái. Gã cất tiếng lạnh lùng nói. Tài hạ cùng cô nương đã có cơ duyên chạm mặt một lần, chẳng hiểu cô nương còn nhớ được tài hạ không? Khâu Tiểu San cúi đầu ngẫm nghĩ không nhớ ra được đã gặp quái nhân này hồi nào. Cách ăn nói của gã tuy có đôi phần khác lạ, nếu cô đã gặp rồi dĩ nhiên không thể quên được. Bỗng nhiên gã áo lam lạnh lùng tiếp. Quý nhân thường hay lãng quên, cô nương còn nhớ tài hạ không cũng chẳng hề quan trọng gì. Có điều tài hạ đến đây muốn cùng cô nương thương lượng một việc buôn bán. Khâu Tiểu San đáp. Tôn giả đội nón che nửa mặt không để lộ chân tướng thì dù tiểu nữ có gặp rồi cũng khó lòng nhận ra được. Tôn giả có thể cho tiểu nữ coi chân tướng được chăng? Gã áo lam gạt đi. Bất tất phải thế, nửa bộ mặt của tài hạ xấu xa lắm. Cô nương đừng coi nữa là hơn. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp. Tài hạ muốn thương lượng với cô nương về việc buôn bán, cô có quen biết hay không cũng vậy thôi. Khâu Tiểu San hỏi. Buôn bán gì? Gã áo lam đáp. Chắc cô nương đã tự biết ở vào hoàn cảnh nào rồi, ngoài những tay cao thủ bang thần phong còn có rất nhiều nhân vật võ lâm đang theo dõi cô nương rất gắt. Khâu Tiểu San đáp.
Tôn già có lòng chỉ giáo tiểu nữ rất lấy làm cảm kích. Gã áo lam nói, kiếm pháp của Khẩu Gia tuy là một võ công tuyệt điệu trong võ lâm nhưng song quyền khôn dịch bốn tay. Cô nương lo giữ mình chưa sống lại còn phải bảo vệ một chú nhỏ không hiểu võ công thì tình cảnh nguy ngập hơn. Trương Càn tức giận hỏi, ngoài cô nương bọn ta không phải là người chăng? Gã áo lam đáp, ông bạn nói phải rồi. Hải vì rượt xa bay ham dọa người thường thì còn được phần nào, song đấu với tay cao thủ võ lâm đang theo dõi hành tung thì tài hạ không phải coi thường hai vị, thực tình hai vị chỉ có phần uổng mạng hay bị như đòn. Trương Cẩn, Hà Khôn nghe gã áo lam nói vậy nổi giận đùng đùng đã toan phát tán, nhưng Khâu Tiểu San xua tay ngăn hai gã lại, hỏi tiếp. Cách buôn bán thế nào? Tôn giá mặc cả đi. Gã áo lam tủm tỉm cười đáp. Cô nương quả là người mau lẻ. Về giá cả vụ này tài hạ chỉ hỏi một điều là nếu cứu được bọn cô nương thoát hiểm thì xin cho tài hạ yết kiến lệnh đường một phen. Khâu Tiểu San hỏi. Lời yêu cầu của tôn giá đã chậm mất rồi. Gia mẫu đã không còn sống ở nhân gian nữa. Gã áo lam nói. Nếu phu nhân còn sống ở thế gian thì tài hạ không mạo phép đến xin yết kiến. Khâu Tiểu San hỏi. Tôn giá nói vậy là có ý gì? Chương 7 đỉnh núi Tuyết Côn Sơn xuất hiện. Người áo lam đáp. Tài hạ chỉ muốn coi thi thể lệnh đường một chút. Khâu Tiểu San trong lòng rất lầy làm kỳ hỏi. Con người đã chết rồi còn chi nữa mà coi? Người áo lam đáp. Hiện giờ thời gian rất cần kíp, tài hạ có rảnh đâu mà thảo luận về việc này. Cô nương có bằng lòng cho tài hạ coi hay không thì bảo. Khâu Tiểu San lại hỏi. Tôn giả giúp cho tiểu nữ thoát cơn nguy hiểm thì tiểu nữ dĩ nhiên sẽ xin theo lời. Song tiểu nữ không thoát hiểm được thì sao? Người áo lam đáp. Cô nương cứ yên lòng, tài hạ chuyên nghề buôn bán, trước nay chẳng bao giờ làm việc không xong để phải trả tiền mà cô ngại. Khâu Tiểu San đồng tâm nói. Tiểu nữ chỉ ưng cho tôn giả đứng coi di thể của tiên mẫu chứ không được đụng vào thi thể. Người áo lam trầm ngâm một lúc rồi nói. Tài hạ quyết tâm giúp cô nương thoát hiểm dĩ nhiên là phải gây mâu thuẫn với không biết bao nhiêu cao thủ giang hồ, nếu cô chỉ cho coi di thể lệnh đường một chút thì cô phải thường tiền nữa. Khâu Tiểu San ngoài miệng đối đáp với người áo lam, nhưng trong lòng vẫn dò xét về lai lịch hắn. Nàng nghe giọng lưỡi đối phương thì tựa hồ hắn đã biết cặn kẽ những hành động của nàng. Hiện giờ cường địch dòm ngó nàng, nơi nơi đều gặp nguy hiểm. Nàng thấy cử động của hắn hiển nhiên võ công hắn có chỗ tuyệt diệu. Nàng lại sợ hai con chó đen cao lớn, chúng đánh hơi tìm vết còn đáng sợ hơn là linh điểu của bang thần phong, nàng cho là mình đương gặp tình thế bất đắc dĩ thì hay hơn hết là không nên gây xích mích với hắn. Bỗng nghe thanh âm lạnh lùng của người áo lam vọng lên. Đã buôn bán thì phải đem vốn ra để cầu lấy lợi nhưng bộ mặt khó coi của tài hạ khiến cho khách hàng không được vừa lòng. Có điều tài hạ lấy danh dự mà nói thì chẳng bao giờ lừa già dối trẻ. Nói sao đúng vậy, hiện giờ cô nương ở vào tình trạng bị bao vây bốn mặt nên cô nương ưng thuận hợp tác thì tài hạ được lợi một chút. Còn cô nương cũng yên tâm là có thể thoát khỏi vòng vây. Nếu cô nương không chịu thì một mình cô đơn phương độc mã mà muốn thoát khỏi trùng vây của bọn cao thủ thật không phải chuyện dễ. Khâu Tiểu San nói. Hiện giờ bọn tiểu nữ tuy lâm vào tình trạng nguy hiểm thì cũng chỉ đánh nhau đến chết là cùng. Người áo lam ngắt lời. Cô nương có biết bao nhiêu người dầm mưa lội tuyết đường xa ngàn dặm mới tìm vết cô để làm gì không? Khâu Tiểu San đột nhiên nhớ tới di thơ của mẫu thân có dặn cô phải biết tùy cơ ứng biến không nên cố chấp. Người áo lam ngừng lại một chút rồi nói. Số đông trong bọn người này chắc chưa biết chuyện lệnh đường đã từ trần, nên họ rượt theo cô thì chẳng những họ tự tin đủ đối phó với cô mà còn đủ đối phó cả với lệnh đường nữa. Một khi cô nương bị bại lộ hành tung xảy cuộc chiến đấu thì sự nguy hiểm chắc cô cầm vững trong tay. Đột nhiên có tiếng còi ú ú vang lên đã ngắt lời người áo lam. Khâu Tiểu San biến sắc vận mực lực nhìn ra xa. Người áo lam lộ vẻ vui mừng mỉm cười nói. Cô nương bất tất phải quan tâm kẻ sắp tới đây không phải người ngoài.
Hắn vừa nói vừa lấy trong bọc ra cái sừng trâu đẻo gọt rất tinh xảo, đưa lên miệng thổi luôn ba hồi. Khâu Tiểu San trâu mày lẩm bẩm. Thằng cha này thật là khả ố, hắn thổi tù và để kêu đồng bọn lại nhưng đồng thời gọi cả địch nhân tới. Hiển nhiên hắn cố ý gây tình thế khẩn trương để bức bách mình phải khuất phục. Hiệu tù và vừa dừng thì trên đỉnh núi dày tuyết khôi phục lại vẻ tĩnh mịch như thường. Người áo lam xoay mình nhìn ra phía đỉnh núi nhấp nhô. Hắn xoay lưng về phía Khâu Tiểu San không cần phòng bị chi hết. Khâu Tiểu San trong lòng rào rạt những luồng tư tưởng trái ngược. Nàng nghĩ thầm. Cứ tình thế trước mắt thì mình không tiện đối nghịch với thằng cha này mà cũng không tiện nghe lời hắn. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ càng không tìm ra được giải pháp nào hoàn hảo. Người áo lam nhìn ra phía xa xa bỗng hắng giọng một tiếng rồi nói. Lão đại của tài hạ đã tới nơi, bàn về chuyện buôn bán y còn giỏi hơn tài hạ, vậy cô nương thương lượng với y. Khâu Tiểu San trong lòng xúc động, bỗng nghĩ tới hai người đến đây, nàng nói. Phải chăng lão tiền bối là nhị cổ ở Trung Châu? Người áo lam không ngoảnh cổ lại đáp. Phải rồi, tài hạ chính là lãnh diện thiết bút đố cứu. Hắn chưa dứt lời bỗng một chàng cười ha hà nổi lên. Một người đang trèo vách núi đứng dựng mà mau lẹ phi thường. Người này mặt tròn, nước da trắng hồng, bụng to, chân đi giày, mình mặc áo lụa xanh, ngoài khá ốc áo choàng bằng đoàn đen. Lão hớn hở trèo lên đỉnh núi vòng tay xá, nói. Tiểu đệ đến chậm một lúc, làm phiền các vị phải chờ đợi. Lão nói xong lại cười khanh khách. Lãnh diện thiết bút đố cửu khẽ hắng giọng đáp. Đại ca đến đây vừa gặp dịp việc buôn bán với Khâu cô nương chưa giải quyết xong, vậy đại ca thương lượng cùng cô đi. Lão kia lại cười khanh khách nói. Không dám, cốt sao chúng ta thu được chút lợi là xong. Lão vừa cười vừa khoanh tay xá Khâu Tiểu San, nói tiếp. Tài hạ là kim bàn toán thương bát. Khâu Tiểu San nói. Nhị cổ ở Trung Châu giá lâm mà tiểu nữ không kịp nghênh tiếp. Nàng vừa nói vừa thi lễ. Kim bàn toán trương bát lại cười khanh khách nói. Không dám, không dám, con nhà thương mại chỉ cầu hòa khi sinh tài. Người huynh đệ của tài hạ đây là trước nay chỉ chuyên việc tính tiền, đòi nợ mà về giá cả không quen giao thiệp nên lời nói có chỗ đắc tội với cô nương. Mong rằng cô nương nể mặt tài hạ mà miễn trách cho. Tiêu Lĩnh Vu ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, bị tiếng tù và của lãnh diện thiết bút đố cửu làm cho tỉnh giấc. Chàng nhìn thấy người kia ăn mặc quái gì thì chán ghét. Chàng ngoảnh đầu ra chỗ khác không nhìn hắn nữa. Nhưng thấy Trương Bát nét mặt tươi cười hớn hở ra điều dễ cẩn thân. Bỗng thấy kim bàn toán Trương Bát chấp tay xá vòng quanh một lượt rồi nói tiếp. Thưa các vị huynh đệ, tài hạ xin thủ lễ. Lão cười ha hả nhìn Khâu Tiểu San nói tiếp. Tài hạ làm ngươi thương mại chẳng man trá với ai bao giờ. Khắp thiên hạ đều biết tiếng thực thà. Tài hạ yêu cầu cô nương chấp thuận cuộc trao đổi này. Cô nương nên biết tài hạ nói sao có vậy, chứ không phải buột miệng nói bừa. Khâu Tiểu San nhíu cặp lông mày đáp. Hai vị lão tiền bối thanh danh lừng lẫy võ lâm, nay văn bối được bái kiến thật hân hạnh. Kim bàn toán Trương Bát cười nói. Cũng vì tài hạ thủ tín mà được bàn hữu tin yêu, nên việc buôn bán của tài hạ tiến triển rất mau. Khâu Tiểu San nghĩ thầm. Mẫu thân hồi sinh tiền có nhắc đến Trung Châu thì có võ công tuyệt thế mà ở giữa khoảng chính tà. Tuy hai người này không phải hạng đại ác, nhưng tính cách buôn bán của chúng tính giá rất nặng, còn quan niệm về đường phải trái chúng coi rất nhẹ. Nàng còn đang ngẫm nghĩ thì kim bàn toán Trương Bát đã tiếp lời. Anh em tài hạ trước nay nói chuyện buôn bán, bất luận thị phi, nhưng cũng không nhân lúc người ta ở trong tình trạng nguy ngập mà thừa cơ bóp chẹt. Hiện thời cô nương đang lâm vào tình trạng một sống một chết. Theo tin tức mà tài hạ vừa lượm được thì cả bang chúa bang thần phong ít khi xuất hiện giang hồ nay cũng đuổi tới, hơn nữa trong vòng trăm dặm những cao nhân võ lâm chuẩn bị đánh cướp cô nương có đến chục người, nhưng họ chỉ vào hạng nhì, hạng ba không đáng kể tiếp. Cứ hiện tình mà nói thì ngoài anh em tài hạ cô nương đối với bất cứ ai đều phải trả giá cao hơn, ấy là chưa kể những kế thừa cơ nước đục mò cá cũng quay về dây máu ăn phần.
Lão nói thao thao bất tuyệt, miệng phủi bọt sái, lão tiếp. Cô nương lấy sức một người thì chẳng thể nào chống lại với bao nhiêu cao thủ võ lâm đón từng tràn để vây đánh. Nếu cô nương bị tử thương thì lấy ai bảo vệ di thể cho lệnh đường? Cô nương vì tình thế bức bách cần phải ưng thuận vụ buôn bán này đi. Khâu Tiểu San nhìn kỹ thì lão cũng có lý, trước tình thế này nàng chẳng thể nào giữ cho vẹn cả hai bề được. Kim Bàn Toán Trương Bát cười ha hả nói tiếp. Sau khi cô nương thoát hiểm, bọn tài hạ chỉ cầu lấy được một vật cất trong mình lệnh đường. Nếu cô nương mà bị địch đả thương thì cả đi thể của lệnh đường cũng khó lòng bảo toàn. Khâu Tiểu San nghiêm nét mặt đáp. Di vật của gia mẫu giàu có thể đưa cho ngươi một cách khinh suất để thử xin tâm linh mối thình tình của hai vị tiền bối. Kim Toán Bàn Trương Bái cười khanh khách nói. Việc buôn bán phải tiền trao cháo múc, tuy việc chấp thuận nhân nghĩa vẫn còn tồn tại, cô nương đã không ưng thuận anh em tài hạ cũng không cưỡng bách, vậy xin cáo biệt. Lão xoay mình vẫy tay một cái gọi Đỗ Cửu. Lão nhị, chúng ta đi thôi, cuộc buôn bán này không thành rồi. Đoàn hắn xuống núi chạy trước, Lãnh Diền Thiết Bút Đó Cửu đáp lời đứng lên chạy theo Trương Bát lướt mình xuống núi. Thân pháp hai người này cực kỳ thần tốc, cũng chạy trên núi tuyết mà cũng như lướt dưới đất bằng, chớp mắt đã xuống chân núi. Hà Khôn coi bóng sau lưng hai người đi xa rồi gã thở phào một cái nói. Thanh danh Trung Châu nhị cổ quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Càn lạnh lùng đằng hắn nói. Chúng ta là người võ lâm không cam chịu bần tiện, chẳng phóng túng giang hồ thì cũng ngao du sơn thủy, gác ngoài truyền thị phi, trừ khi nào dày dặn phong trần, chúi mũi vào làm việc buôn bán như hai lão này để theo đuổi tài lợi bản lãnh chúng có cao thâm đến đâu cũng không thể khiến cho người ta kính trọng. Sau một lúc Trung Châu nhị cổ đã mất hút trong làn tuyết phủ mênh mang. Khâu Tiểu San thấy hai người đi xa rồi liền nghĩ đến những cuộc ác đấu nguy hiểm sắp diễn ra, nàng không khỏi lo âu, nét mặt rầu rầu buông tiếng thở dài. Nàng quay đầu lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu thì thấy chàng đang dương mắt lên ngó mình, nét mặt chàng rất cương quyết tựa hồ trong lòng đã có một mối tin tưởng vô bờ bến. Nàng liền nghĩ tới một cậu bé vô tội đi theo mình lặn lội phong trần không ngại gian lao, sống chết bất thần, lòng nàng không khỏi bùi ngùi. Nàng liền từ từ bước lại gần chàng cất giọng ôn nhu hỏi. Hiền đệ ơi, đáng thương cho hiền đệ con nhà phú quý hãy còn nhỏ tuổi đi theo ta phải chịu đựng gian khổ và mua lấy những sự nguy hiểm khôn lường thì ta yên tâm thế nào được. Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp. Tỷ tỷ ơi, không cần đâu. Tỷ tỷ võ công cao thâm như vậy bọn kia quyết không địch nổi. Tiểu đệ được đi theo tỷ tỷ thì dù có hãm thân vào đám thiên binh vạn mã hay núi đao rừng kiếm cũng không đủ sợ. Khâu Tiểu San ngơ ngác hỏi. Nếu bất hạnh mà tỷ tỷ bị tử thương về tay địch thủ không bảo vệ cho hiền đệ được há chẳng làm hại đến tính mạng của hiền đệ ư? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Không có đâu. Chàng thở phào một cái rồi nói tiếp. Vạn nhất mà tỷ tỷ bị chết tiểu đệ cũng chẳng muốn sống một mình. Nguyên từ thuở nhỏ chàng đọc sách đã nhớ đến những truyền cũ về tình sống chết có nhau nên buộc miệng nói ra chữ chẳng có dùng ý gì khác. Nhưng Khâu Tiểu San vô cùng xúc động, nỗi thương cảm lộ ngoài mặt, nàng cảm thấy trên vai gánh phần trách nhiệm trọng đại lòng nàng nặng như đá treo. Bất thình lình hai con bồ câu lông trắng như tuyết bay trên không hạ thấp xuống lướt qua đỉnh núi. Khâu Tiểu San tiện tay lượm viên đá ném tung lên. Một con chim liền rớt xuống mất tích vào đỉnh núi, còn con nữa đột nhiên cụp hai cánh lại bay vụt vào trong sơn cốc không thấy đâu nữa. Trương Cẩn, Hà Khôn dường như cũng đang nghĩ tới cuộc đại chiến nguy hiểm sắp tới, chúng quay lại ngó Khâu Tiểu San, nói. Thưa cô nương, hành tung chúng ta đã bị bại lộ, nếu cứ ngồi đây mà chờ địch đến thì sao bằng đem toàn lực xông ra khỏi trùng vi may còn có thể thoát nạn. Khâu Tiểu San cười đáp. Chậm mất rồi, vì ta tính trận mà bây giờ tự hãm mình vào tuyệt địa. Trương Càn nói. Bọn cường địch cao thủ phần lớn chưa đuổi tới nơi. Khu này đỉnh núi liên tiếp lo gì chẳng có chỗ ẩn thân. Chí bằng rời khỏi nơi đây, tìm một chỗ kín đáo lánh nạn. Khâu Tiểu San đáp. Bọn người theo dõi chẳng những võ công cao cường mà cố tình làm cho nên việc chúng ta không thể để quanh năm bị địch theo dõi, chảy vong mạng bên trời góc biển.
Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên xen vào. Tỷ tỷ, tiểu đệ có điều chưa hiểu muốn hỏi tỷ tỷ được chăng? Khâu Tiểu San mỉm cười đáp. Hiền đệ nói đi, có lẽ cuộc đời chúng ta không còn bao ngày nữa đâu. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Bọn người võ công cao cường như vậy rượt theo chúng ta vì việc gì? Khâu Tiểu San đáp. Vì mẫu thân ta. Tiêu Lĩnh Vu vẻ mặt bâng khuâng nói. Hời ơi, Vân Di đã quy tiên rồi thì dù người có gây thù oán với họ mà nay người đã chết rồi thì trăm sự đều bỏ hết, sao họ còn theo dõi làm khó dễ chúng ta mà không chịu buông tha. Trong lúc gian khổ, Khâu Tiểu San càng thương xót con người nhỏ tuổi bị mình dẫn dắt vào chốn giang hồ để chịu đói rét đã đành mà có khi còn mất mạng vào tay những người không ân oán với chàng. Nàng cất giọng dịu hiền đáp. Hiền đệ chưa biết chuyện giang hồ bí hiểm. Trong bọn này ít người có thù với mẫu thân ta hồi sinh tiền, còn phần lớn chẳng có thù oán gì. Tiêu Lĩnh Vu bâng khuâng hỏi. Đã không ân oán sao họ lại đuổi theo chúng ta để đánh giết? Khâu Tiểu San trầm ngâm một chút rồi đáp. Bọn chúng muốn lấy di vật của gia mẫu. Tiêu Lĩnh Vu như hiểu như không gật đầu nói. Té ra là thế. Bỗng thấy Khâu Tiểu San đứng thẳng người lên ôm lấy Tiêu Lĩnh Vu bước tạt ngang ra xa mấy thước rồi đặt chàng xuống phía sau tảng đá lớn, lùi ra, nàng nói. Hiền đệ hãy coi chừng. Rồi nàng tung mình nhảy ra mỏm đá bên vách núi đứng dựng. Lúc này Trương Cẩn, Hà Khôn dường như cũng đã canh gác, chúng lật đật đứng dậy rút binh khí cầm tay chạy ra bên vách núi. Bỗng nghe tiếng Khâu Tiểu San thét lanh lảnh, tiếp theo là tiếng rú thê thảm vang lên theo. Tiêu Lĩnh Vu thò đầu ra ngoài để ngó coi thì thấy một bóng người chuyển động đang rớt xuống. Khâu Tiểu San đã rút kiếm ra khỏi vỏ đứng ở mép sườn núi. Tà áo nàng bay phất phới. Một cơn gió núi thổi đến rất mạnh rớt một hòn đá đầy tuyết đánh trúng mặt Tiêu Lĩnh Vu. Tiêu Lĩnh Vu đưa tay lên sờ mặt. Chàng quay đầu nhìn lại thì phát giác ra một đại hán lưng cài đơn đao. Gã trèo lên đỉnh núi không một tiếng động. Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi la gọi. Tỷ tỷ phía sau có người tới đó. Động tác của đại hán kia rất mau lẹ, hai tay gã bám vào vách núi rồi tung mình nhảy lên. Tiêu Lĩnh Vu chỉ nhìn thấy một bóng đen như con chim khổng lồ từ trên xà xuống, trong lòng rất kinh hãi, nhưng chàng không có cách nào né tránh được. Đột nhiên bóng trắng lấp loáng nhanh như điện chớp, Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp nhìn rõ thì đã nghe tiếng rú thê thảm. Tiếp theo là một bóng đen vọt lên không rồi rớt xuống chân núi. Tiêu Lĩnh Vu định thần nhìn lại thấy Khâu Tiểu San đã đứng sững bên chàng, thanh trường kiếm trong tay nàng rũ xuống hãy còn vết máu. Khâu Tiểu San từ từ cúi xuống vươn tay trái nắm lấy vai Tiêu Lĩnh Vu cất tiếng khẽ kêu chàng. Hiền đệ phải một phen kinh hãi. Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái, đáp. Tỷ tỷ cử động lẹ quá, người kia đâu rồi? Khâu Tiểu San đáp. Gã đã bị trường kiếm của ta đâm chết rồi. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Sao không thấy thi thể hắn? Khâu Tiểu San đáp. Thi thể đã bị ta đá xuống khe núi. Hỡi ơi, tình thế này bữa nay khó lòng tránh khỏi một trận huyết chiến nên ta phải hạ độc thủ giết được tên nào hay tên ấy. Bỗng nghe tiếng binh khí đánh nhau chát chúa vọng lại, Trương Càn và Hà Khôn đang đồng thủ với hai đại hán. Khâu Tiểu San dường như đã nảy ra ý nghĩ tìm cái sống ở trong chỗ chết, tinh thần nàng trở lại trấn tĩnh. Nàng thò tay vào bọc lấy ra một nắm kim châm nói. Tiểu đệ, coi tỷ tỷ phóng kim châm đây. Bàn tay ngọc vung lên, mấy tia vàng bắn ra nhanh như chớm. Kim châm vừa phóng ra, tiếng rú thê thảm lại vang lên. Hai đại đồng thủ với Trương Càn, Hà Khôn đều trúng châm, chân tay giờ dẫn lại một chút. Thế là một tên bị Trương Càn thừa cơ đá cho một cước xuống. Còn tên nữa bị cây phán quan bút điểm trúng tử huyệt cũng chết nhăn thây ra đường trường. Tiêu Lĩnh Vu thấy vậy làm kính phục cất tiếng khen. Thủ pháp phóng kim châm của tỷ tỷ đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Chàng chưa dứt lời, đột nhiên một chàng cười hô hố vang lên rồi có tiếng người nói. Thủ pháp phóng kim châm đà lấy chi lạ. Hãy coi tử mẫu thần đài của lão phu xem thế nào. Khâu Tiểu San đứng ngay người lên chắn trước mặt Tiêu Lĩnh Vu. Nàng ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy một lão già thân thể cao lớn râu tóc bạc phơ,
Lão đứng trên bờ vách núi, sau lưng cài đôi thanh cương nhật nguyệt luân. Hai tay cầm hai trái thiết đởm lớn bằng trứng vịt. Người lão lưng hùm thân gấu, oai phong lẫm liệt. Người này đến đây không một tiếng động, Khâu Tiểu San không biết lão đã lên đỉnh núi chót vót từ lúc nào. Bỗng nghe Trương Càn lớn tiếng quát. Là thật không ngờ thánh thủ thiết đởm Sở Côn Sơn đại hiệp lừng lẫy tiếng tăm mà lại giống bọn tiểu bối giang hồ, nhân lúc người ta gặp cơn hoạn nạn đến làm khó dễ. Thánh thủ thiết đởm Sở Côn Sơn cảm thấy mặt nóng bừng lên, lão trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi đáp. Dù lão phu chẳng ra tay thì các vị cũng khó lòng tránh khỏi cơn nguy hiểm này. Nếu muốn nhượng bộ thì sao các vị còn động thủ? Lão nói tới đây nổi chàng cười rộ rồi tiếp. Huống chi cái đó rất quan hệ, nếu đã lọt vào tay kẻ khác há chẳng thành mối hiểm họa lớn trong chốn giang hồ. Tiêu Lĩnh Vu sau khi nhận định tình thế một ngày một đêm, trong tâm linh chàng đã nhận xét ra chút ít về những nhân vật này, dường như họ bức bách Khâu Tiểu San để lấy một vật gì đó lại có mối liên quan mật thiết với cái chết của Vân Di. Bỗng nghe Khâu Tiểu San cười lạt nói. Tiểu nữ được nghe thanh danh Sở Đại Hiệp từ lâu, Đại Hiệp nổi tiếng trong 36 chiêu Long Hổ Luân Pháp và năm trái tử mẫu thiết đởm lừng danh ở Võ Lâm Trung Nguyên. Bữa nay được gặp Đại Hiệp cũng là hân hạnh. Trên mí mắt nàng thoáng lộ sát khí dường như có ý muốn hạ sát thủ tức khắc. Khâu Tiểu San xinh đẹp dường như bị bọn cường dịch liên tiếp áp bức, lửa giận nổi lên. Nàng chuẩn bị quyết sống chết. Thánh thu thiết đởm Sở Côn Sơn hắng giọng một tiếng từ thu thiết đởm trong tay lại, đăm đăm ngó Khâu Tiểu San thì thấy nàng dương cặp mày liễu cầm ngang thanh kiếm. Tuy mặt nàng có sắc giận nhưng nội khí êm đềm thần trá không nóng nảy. Hiển nhiên nàng đã luyện được môn kiếm thuật chân truyền vào hàng thượng thừa, lão nghĩ thầm. Ta một đời nổi tiếng hào hiệp mà lại động thủ với một cô gái nhỏ tuổi thì có thắng cũng là bất võ, mà thua thì thanh danh một đời trôi theo dòng nước. Lão nghĩ vậy liền hỏi. Cô nương với Khâu Vân cô là người thế nào? Khâu Tiểu San đáp. Đó là gia mẫu. Sở Côn Sơn nói. Lão phu thất kính mất rồi. Té ra là Khâu cô nương. Lão phu cùng lệnh đường đã có cơ duyên gặp mặt mấy lần. Khâu Tiểu San thấy lão bị Trương Càn mỉa mai mấy câu khiến lão tự thẹn thì nghĩ thầm trong bụng. Lão này tới đây với một ý định chẳng tử tế gì. Nhưng lão không để mất phong độ một nhà đại hiệp. Nàng nghĩ vậy liền lửa giận trong lòng hạ xuống rất nhiều, liền nói. Lão tiền bối là chỗ quen biết với gia mẫu, vậy xin vì tình vong mẫu mà buông tha cho vãn bối. Sở Côn Sơn vuốt râu lãng sang chuyện khác. Lão phu rất kính phục kiếm pháp của lệnh đường, đáng tiếc là chưa được lãnh giáo lần nào. Khâu Tiểu San thở dài đáp. E rằng tâm nguyện của lão tiền bối vĩnh viễn không thực hiện được vì gia mẫu đã từ trần. Sở Côn Sơn cười ha hà nói. Cô nương lừa người khác thì được nhưng không giấu nổi lão phu đâu. Lão phu chỉ cần được thấy mặt lệnh đường một lần để lãnh giáo mấy chiêu kiếm pháp rồi đi ngay lập tức. Khâu Tiểu San tỉnh ngộ nghĩ thầm. Té ra lão này chưa rõ tâm nguyện cũng chẳng qua muốn giữ địa vị nên không chịu động thủ với ta mà thôi. Lửa giận trong lòng lại nổi lên, nàng lạnh lùng nói. Việc gia mẫu từ trần bất luận lão tiền bối có tin hay không chẳng quan hệ gì, nhưng lão tiền bối muốn tỉ thí kiếm pháp của Khâu gia thì vãn bối cũng xin bồi. Chương 8 bị phĩnh phở đại hiệp tha đôi trẻ. Khâu Tiểu San suy nghĩ kỹ tình thế trước mắt, quả là mình bị bao vây bốn mặt. Từ trên đỉnh núi giá lạnh đến những hang trống đều có thiết kỵ chờ đợi. Không hiểu bao nhiêu cao nhân võ lâm đang rượt theo, chẳng tài nào trốn thoát được. Dù nàng có ra sức đánh giết thì cũng chỉ đả thương được một số ít người của đối phương mà thôi. Song uất khí trong lòng không nơi phát tiết, nàng rung cánh tay ngọc một cái, thanh trường kiếm dài 4 thước 8 tấc lấp loáng ánh hào quang, nàng cất tiếng hỏi. Phải chăng lão tiền bối không thèm đồng thủ với vãn bối? Sở Côn Sơn đáp. Lão phu đã từng này tuổi đầu mà lại đồng thủ với cô nương để tiếng tăm đồn đại giang hồ thành trò cười cho thiên hạ, việc này rất không nên. Khâu Tiểu San tức giận hỏi. Lão tiền bối đã không đồng thủ với vãn bối, vậy sông pha ngàn dặm đến đây há chẳng tốn công vội? Sở Côn Sơn đáp.
Theo chỗ lão phu được biết thì võ công của Lệnh Đường đã tới trình độ xuất thần nhập hóa. Kiếm pháp của Khâu Gia lại là một môn tuyệt kỹ trong võ lâm. Khắp thiên hạ những người đả thương được Lệnh Đường phòng có mấy kẻ. Vì thế lão phu tin chắc Lệnh Đường hãy còn sống trên nhân gian, không có lý nào đã từ trần được. Khâu Tiểu San bùng bảo giả. Lão này thật là ngoan cố. Xem chừng khó mà nói cho lão tin được. Nghĩ tới đây đột nhiên Hà Khôn quát lên một tiếng, vung song trường nhảy sổ đến. Khâu Tiểu San quay đầu nhìn lại thấy hai đại hán nai nịt áo xanh tay cầm quỷ đầu đao đã trèo lên ngọn núi. Tiểu San chạy theo Hà Khôn. Hai gã chia nhau đánh với hai đại hán. Hai bên vừa đồng thủ đã phóng chiêu thức liều mạng. Đao quang lấp loáng tung hoành. Thế công của hai bên đều nhằm vào chỗ chí tử của đối phương. Khâu Tiểu San coi võ công người mới đến thì nàng chỉ phóng tay một cái là có thể đâm chắt được cả hai gã. Nàng toan đến chờ chiến nhưng chỉ sợ Sở Côn Sơn nhân cơ hội mình bỏ đi đồng thủ đả thương Tiêu Lĩnh Vu. Sở Côn Sơn dường như thấy rõ nghĩ của Khâu Tiểu San, lão vuốt râu cười nói. Bọn người mới đến bất quá là những tên thuộc hạ vào hạng ba hạng tư ở bang Thần Phong. Bọn chúng gây nên tội ác đã nhiều. Náo cô nương muốn ra tay thì lão phu không giúp chúng đâu. Khâu Tiểu San nghĩ thầm. Lão già cố chấp và hủ lậu tính cách lại quái dị. Lão có nhiều chỗ giống như Trung Châu Nhị Cổ. Ta có thể lợi dụng tính cách ngoan cố của lão. Vậy ta trừ hai gã này rồi sẽ liệu. Nàng tính vậy rồi chống kiếm lướt tới trước mặt hai đại hán áo xanh. Lúc nàng cất bước Tiêu Lĩnh Vu đứng cách xa một trường chắp tay xá Sở Côn Sơn một cái, miệng hô. Lão bá bá. Sở Côn Sơn chau mày đáp lễ hỏi. Tiểu huynh đệ có điều chi muốn nói? Tiêu Lĩnh Vu không sợ hãi chút nào ngang nhiên tiền lại hỏi. Vì lẽ gì lão bá bá lại không tin lời tỷ tỷ tiểu điệt? Sở Côn Sơn ngơ ngác hỏi. Ai là tỷ tỷ tiểu huynh đệ? Tiêu Lĩnh Vu trỏ vào Khâu Tiểu San đáp. Y chính là tỷ tỷ tiểu điệt. Y nói vân di từ trần là một điều đúng cả 100%. Sở Côn Sơn nói. Cô ta mưu mẹo lắm một nhưng lừa được người ta chứ chẳng dối được lão phu. Lão phu bôn tẩu giang hồ mấy chục năm, đụng chạm với không biết bao nhiêu là cao nhân. Những tên ác đồ bị phơi thây về cặp Thanh Cương Nhật Nguyệt Luân này không biết bao nhiêu mà kể. Bọn lục lâm một khi nghe danh lão phu là vắt chân lên cổ mà chạy chối chắc. Miệng lão đang thao thao, chợt nhớ tới người đứng trước mặt là thằng nhỏ 12, 13 tuổi, chưa hiểu gì về việc trên chốn giang hồ, lão vuốt râu thở dài nói tiếp. Hỡi ơi, những đại sự trong võ lâm có nói ra thì cũng không hiểu được. Tiêu Lĩnh Vu thừa nhỏ học nghề phức tạp. Mấy bữa nay chàng theo Khâu Tiểu San dày dàn phong trần, trải bao nguy hiểm nên trí năng chàng đã mở mang. Chàng nghe lão nói tủm tỉm cười đáp. Lão bá bá đã hạ sát những tên tồi bại thì dĩ nhiên lão bá bá là người rất tử tế. Sở Côn Sơn nói. Cái đó đã hẳn, hai mặt Nam Bắc sông Đại Giang trên đường võ lâm hễ ai nhắc tới lão phu họ đều tôn xưng là Sở Đại Hiệp. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Lão bá bá đã là một nhân vật nổi tiếng hào hiệp sao còn muốn sang đoạt vật gì đó của Khâu tỷ tỷ. Sở Côn Sơn ấp úng đáp. Cái đó, cái đó. Tuy lão là người ngoan cố hủ lậu, nhưng thẳng tính không biết nói dối. Bây giờ Tiêu Lĩnh Vu hỏi câu này, bất giác cứng lưỡi không biết trả lời thế nào cho xuôi. Tiêu Lĩnh Vu thấy Sở Côn Sơn có vẻ thẹn thùng thì trong bụng mừng thầm tự nhủ. Lão này tướng mạo đường đường tỏ ra con người đứng đến. Vậy ta thử kết giao bằng hữu với lão nên chăng? Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng mỉm cười nói. Lão bá bá, tiểu điệt coi tướng mạo lão bá bá thật không giống con người tệ hại chút nào. Sở Côn Sơn đáp. Ồ, tiếng hào hiệp của lão phu đồn đại xa gần. Lão phu hoài bảo tấm lòng giúp cho kẻ khốn đốn, nguy nan thì dĩ nhiên còn là người tồi bại thế nào được. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Vậy sao lão bá bá lại đòi lấy một vật gì của Khâu tỷ tỷ? Sở Côn Sơn lại một phen sửng sốt. Lão vuốt râu trầm ngâm một lúc mới trả lời. Vì vật đó có mối liên quan đến cả thiên hạ.
Nếu để nó lọt vào tay bọn Lục Lâm thì mối họa không phải là nhỏ, nên lão phu nhất định phải đoạt vào tay mới xong. Tiêu Lĩnh Vu lại hỏi. Khâu tỷ tỷ của Tiểu Điệt là người tồi bài hay sao? Sở Côn Sơn thấy thằng nhỏ này mồm miệng linh lợi, đờm khí hơn người, bất giác sinh ra thương yêu. Lão đáp. Y ra đời chưa được bao lâu, vậy hiện giờ khó mà phân định y là người tốt hay người xấu. Có điều thân mẫu y, Khâu Vân Cô, thì đúng là một nhân vật rất khả kính. Tiêu Lĩnh Vu nói. Vân Di của Tiểu Điện đã là người tốt thì dĩ nhiên Khâu tỷ tỷ chẳng thể là người xấu được. Sở Côn Sơn tuy tuổi ngoài lục tuần, võ công thâm hậu, nhưng lão là con người chẳng có mưu mẹo chi hết. Lão nghe chàng nói có lý bất giác gật đầu đáp. Ngươi nói cũng phải, cha hùm không sinh con chó. Khâu Vân Cô cũng là người nổi tiếng thanh cao trong võ lâm thì dĩ nhiên con gái bà không thể là người tồi bại. Tiêu Lĩnh Vu cười hỏi. Nếu lão bá đã công nhận Khâu tỷ tỷ không phải là người tồi bại thì vẫn đó cứ để y giữ cũng được chứ sao? Sở Côn Sơn ngạc nhiên đáp. Y còn nhỏ tuổi như vậy thì làm sao giữ nổi vận báo đó? Tiêu Lĩnh Vu ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại. Lão bá bá, vận đó là vật gì mà khiến cho bao nhiêu người toan cướp đoạt? Hỡi ôi! Gia Gia Tiểu Điệt Thương nói, giữ ngọc bích là ngang tội, quả nhiên đúng thật. Sở Côn Sơn cười ha hả. Bọn võ lâm chúng ta sửa nay khinh rẻ tiền tài. Nếu Khâu cô nương cất giấu hoàng kim bảo vật thì lão phu đà chẳng theo đòi làm chi. Ngay đến những nhân vật bang thần phong về phe hắc đạo trên giang hồ cũng chẳng tha thiết đến thế. Bỗng một tiếng rú vang lên, một đại hán áo xanh bị thanh trường kiếm của Khâu Tiểu San đâm lủng ngực rớt xuống khe núi. Tiêu Lĩnh Vu lại hỏi. Bảo vật kia không phải vàng bạc châu báu thì là vật gì vậy? Sở Côn Sơn đáp. Vật này chân quý phi thường, dù đem hết tiền tài trong thiên hạ cũng khó lòng qua được. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Vậy nó là vật gì? Sở Côn Sơn đáp. Đó là chìa khóa cấm cung. Tiêu Lĩnh Vu không hiểu việc giang hồ, ngơ ngác lẩm bẩm. Chìa khóa cấm cung, chìa khóa cấm cung. Sở Côn Sơn nói. Đúng thế, nó là chiếc chìa khóa cung cấm. Những nhân vật võ lâm không ai là không muốn lấy cho bằng được. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Chìa khóa cung cấm là cái gì? Một già một trẻ trò chuyện rất hợp. Sở Côn Sơn biết câu gì nói câu chuyện rất hợp. Lão vuốt râu đáp. Đó là một chiếc chìa khóa. Tiêu Lĩnh Vu nói. U à, Tiểu Điệt tưởng nó là vật gì ghê gớm, té ra chỉ là một cái chìa khóa thì thường quá. Lão bá muốn lấy mấy cái Tiểu Điệt xin kính tặng. Sở Côn Sơn cười ha hà nói. Chìa khóa cung cấm tuy chỉ là chiếc chìa khóa, nhưng có nó mở được những kho báu đại bí mật trong võ lâm đã có từ mấy chục năm nay. Đâu phải là chiếc chìa khóa hộp thông thường. Bỗng nghe tiếng Khâu Tiểu San vang lên vọng lại. Tiểu đệ lại đây mau, chúng ta phải thượng lộ. Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn qua thấy cuộc chiến đã chấm dứt. Khâu Tiểu San cầm ngang thanh kiếm đứng cách chừng một trượng. Nàng dương cặp mắt sáng như sao lên ngó Tiêu Lĩnh Vu, lộ vẻ quan hoài. Tiêu Lĩnh Vu tủm tỉm cười đưa tay khẽ vuốt chòm râu bạc của Sở Côn Sơn nói. Khâu tỷ tỷ đang kêu Tiểu Điệt, vậy Tiểu Điệt xin cáo biệt lão bá bá. Sau này chúng ta sẽ nói chuyện. Tiêu Lĩnh Vu nói rồi trở gót tiến về phía trước. Chàng đi được mấy bước đột nhiên quay lại nhìn Sở Côn Sơn nói. Lão bá bá, Tiểu Điệt nói cho lão bá bá hay, Khâu tỷ tỷ không gạt lão bá bá đâu. Vân Di quả đã chết thật rồi. Khâu Tiểu San vọt mình đến bên Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Tiểu đệ, lão không đả thương tiểu đệ chứ? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Không có đâu, lão ra nói chuyện với tiểu đệ rất vui vẻ. Khâu Tiểu San thở phào một cái nói. Sở đại hiệp thân phận cực cao làm việc gỡ cũng quang minh lỗi lạc. Hiền đệ là một thằng nhỏ không biết võ công, lão gia không đả thương là phải. Nhưng những kẻ nham hiểm trên chốn giang hồ không biết đâu mà đề phòng cho xiết được. Hiền đệ đừng tưởng ai cũng như sở lão gia và từ nay chớ có giao thiệp một cách khinh suất.
Ban đầu Sở Côn Sơn nghe Khâu Tiểu San hỏi Tiêu Lĩnh Vu có bị thương về tay lão không thì trong lòng lão tức giận vô cùng đã toan nổi nóng, nhưng sau lão nghe Khâu Tiểu San thốt lời ca tụng thì bao nhiêu lửa giận đều tan hết, lão vuốt râu cười xòa nói. Khâu cô nương nói phải đó. Lão Phu là một nhân vật thế nào trên chốn giang hồ ai cũng biết rồi, có lý đâu lại ra hại một thằng nhỏ chất phát. Khâu Tiểu San tự nhủ. Lão này câu nệ tiếng hào hiệp, đã không đối nghịch với ta nữa, vây ta lợi dụng tính cố chấp của lão để bớt đi một tên cường địch. Nàng nghĩ vậy bàn lễ phép nói. Gia mẫu quả đã xa chơi tiên cảnh, nay lão tiền bối lại không chịu cùng vãn bối đồng thủ, rộng lượng buông tha. Vậy vãn bối xin cảm tạ thịnh tình này. Nàng nói đoạn nghiêng mình thi lễ. Sở Côn Sơn cũng lấy làm thích chí. Lão nghĩ quanh quẩn không muốn buông tha, vẫn tiếc chiếc chìa khóa cung cấm mà không biết đối đáp thế nào, buồn miệng nói. Không dám, không dám. Khâu Tiểu San nói. Vãn bối xin cáo biệt. Nàng dắt Tiêu Lĩnh Vu ngầm vận nội lực vào người chạy thật lẹ xuống núi. Sở Côn Sơn đứng ngẩn ra trông bóng sau lưng bốn người mỗi lúc một xa rồi mất hút. Lão sực nhớ đến cái chìa khóa cung cấm không phải tầm thường, há để kẻ khác nình nọt mấy câu mà bỏ qua được. Lão liền cất bước rượt theo. Khâu Tiểu San dắt Tiêu Lĩnh Vu đi rất gấp, được 6-7 dặm đường mới hạ bước chậm lại. Nàng ngoảnh đầu về phía sau thấy Hà Khôn, Trương Càn tuy vẫn léo đéo theo sau nhưng đã mệt bở hơi tai. Trương Càn đưa tay áo lên lau mồ hôi. Chúng ta đi về phương nào? Khâu Tiểu San đáp. Hiện giờ chúng ta lâm vào tình thế rất nguy hiểm, xem chừng khó lòng chiếu cố được cho mẫu thân. Cứ tình thế hiện giờ thì trước hết chúng ta phải xông ra khỏi khu vực hiểm nghèo để tới Tơ. Đột nhiên nàng cảnh giác dừng lại không nói nữa, đảo mắt nhìn bốn phía. Hà Khôn nói. Có lý nào lại bỏ qua không chiếu cố đến di thể của chủ mẫu DLNL nào lại xin liều mạng hộ tống di thể của chủ mẫu cho đến nơi? Khâu Tiểu San lắc đầu đáp. Một là bao nhiêu con mắt đều tập trung vào mình ta. Hai là chỗ đó rất an toàn. Việc khẩn yếu là chúng ta phải làm thế nào để bọn thiết kỵ không theo dõi được nữa. Trương Càn nói. Tài trí của cô nương dĩ nhiên bọn thuộc hạ không thể bị kịp, cô nương đã tính vậy quyết chẳng sai lầm. Khâu Tiểu San nhận định phương hướng, dắt Tiêu Lĩnh Vu đi thẳng về phía tây nam. Nàng tròn nẻo đường tắt mà đi, lặn lội khe suối hay vượt sơn cốc giữ cho hành tung bí mật. Mấy người đi hàng nửa ngày mà chưa thấy người nào chặn đường hoặc theo dõi. Bóng chiều đã ngả về tà, bọn người theo đỉnh núi Bạch Tuyết mà đi. Bỗng trong chôn thâm sơn tịch mịch vang lên một tiếng hú dài. Khâu Tiểu San liền dừng bước ẩn thân vào phía dưới một tảng đá lớn trên vách núi, khẽ nói. Xem chừng thế địch rất lớn, bố trí khắp nơi trong vùng đồi núi này. Bang Thần Phong lại có linh điểu. Giữa lúc ban ngày việc né tránh tai mắt địch nhân không phải chuyện dễ. Bây giờ chỉ có cách hãy nhận định phương hướng rồi đến đêm sẽ thường lộ. Mọi người lấy lương khô đem ra ăn. Thực ra mấy người này phải trèo non vượt suối đều đã mệt nhoài, chỉ mình Khâu Tiểu San là nội lực tinh thâm là không thấy mỏi mệt. Trương Càn, Hà Khôn bở hơi tai cần phải nghỉ ngơi. Tiêu Lĩnh Vu tuy được Khâu Tiểu San nâng đỡ cho đi nhưng chàng bị gió lạnh cắt ra nửa người, chàng cơ hồ cứng đơ. Khâu Tiểu San thương yêu chàng, vừa dừng bước nàng lập tức bảo chàng ngồi điều tức và lấy nội công trong mình giúp đỡ chàng thúc đẩy khí huyết cho lưu thông và ấm áp trở lại. Tiếng hú dần dần xa đi, hiển nhiên địch nhân đã theo ngả khác. Tiêu Lĩnh Vu được Khâu Tiểu San trợ lực thúc đẩy khí huyết chuyển vận mau chóng. Chẳng mấy chốc người chàng ấm dần trở lại. Chàng thở phào một cái hỏi. Tỷ tỷ, chiếc chìa khóa cung cấm gì đó cất ở trong mình tỷ tỷ phải không? Khâu Tiểu San ngơ ngác một lúc rồi lắc đầu cười đáp. Không ở trong mình ta đâu. Hiền đệ có lạnh không? Tiêu Lĩnh Vu duỗi hai tay ra đáp. Bây giờ hết lạnh rồi. Hỉ ơi, chìa khóa cung cấm là báu vật gì khiến mọi người muốn theo cướp giật? Khâu Tiểu San đáp. Đó là một chuyện cũ có thật trong võ lâm. Mấy chục năm nay bao nhiêu nhân sĩ võ lâm đều thèm khát chiếc chìa khóa đó, vỡ nó có mối quan hệ với một chuyện rất lớn.
Tiêu Lĩnh Vu chú lắng nghe. Tỷ tỷ có thể kể nghe về thiên cố sự này được không? Khâu Tiểu San thở dài đáp. Đây không phải là thiên cố sự. Ta nghe tiên mẫu nói việc đó rất xác thực. Những người bị lôi cuốn vào vũng nước xoáy này rất nhiều. Cả bốn môn phái lớn là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Hoa Sơn đều dính líu đến. Khâu Tiểu San ngừng đầu nhìn tòa núi phía xa xa thùng thẳng nói. Thực ra về niên đại ta nhớ không được rõ ràng. Vào khoảng 40 năm về trước khi ấy nhân tài rất nhiều, việc tranh chấp danh vọng còn ghê gớm hơn hiện nay nhiều. Cuộc tranh bá võ lâm này sản xuất ra 10 bậc kỳ nhân. Võ công những người này chắc tuyệt mà lại giỏi thuật kiến trúc. Bọn họ tài trí hơn đời, nhưng tu luyện võ công mỗi người một khác, nên lộ số không giống nhau. Có điều người nào bản lãnh cũng đến chỗ xuất thần nhập hóa. Cứ 3 năm lại có một lần tỷ thí, trong 18 năm liền tức là 6 lần không phân thắng bại. Tiêu Lĩnh Vu đang nghe kể đến chỗ náo nhiệt thì Khâu Tiểu San đột nhiên dừng lại thôi không nói nữa. Chàng nóng nảy hỏi. Tỷ tỷ, rồi sau đó sao nữa? Khâu Tiểu San nở nụ cười thê lương kể tiếp. Bọn họ trải qua 18 năm tỷ thí vẫn không phân thắng bại vì trong lòng đều hiểu rằng không thể lấy võ công để phân hơn kém được vì thể chất con người có thể hạn chế được mà gặp tay tài trí ngang nhau, đối thủ cùng là đồng môn thì hơn thua làm sao được. Nếu muốn hơn người phải đi đường khác mới có cách lạ mà ăn thua nhau. Khâu Tiểu San ngừng lại lắng nghe một lúc rồi nói. Có người tới đó. Nàng vừa dứt lời đột nhiên nghe tiếng chó sủa gâu gâu. Hai con chó đen cao bằng đầu người chạy tới. Hai con chó chạy đến cách chỗ mấy người chừng hơn trượng thì đột ngột dừng lại. Bỗng nghe một chàng cười hô hố nổi lên. Phía sau cặp chó đen, một người thấp lùn và béo mập bùng phệ, chân đi giày tiêu dao, mình mặc áo bào xanh, ngoài khoác áo đen. Hắn cưỡi con ngựa lớn đi tới. Chính là lão đại trong Trung Châu Nhị Cổ Tước Kim Bàn Toán Trương Bát. Khâu Tiểu San nhíu cặp lông mày chưa kịp mở miệng thì Trương Bát đã nói. Tại hạ đang đi kiếm cô nương, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Trương Cằn, Hà Khôn đều đứng dậy rút binh khí ra chuẩn bị đối địch. Khâu Tiểu San lạnh lùng hỏi. Các hạ kiếm tiểu nữ có điều chi chỉ bảo. Kim Bàn Toán Trương Bát cười ha hà đáp. Bọn tại hạ làm nghề thương mại, dĩ nhiên kiếm cô nương để tính chuyện làm ăn. Khâu Tiểu San nói, thỉnh tình của các hạ tiểu nữ xin tâm lãnh, tiểu nữ nhận thấy chúng ta chẳng có chuyện gì mà tính toán với nhau. Trương Bát tủm tỉm cười nói, trước nay tài hạ không xem chừng có thể làm ăn được là không chịu bỏ qua. Khâu Tiểu San hỏi, sao, các vị muốn ỷ mạnh động thủ? Trương Bát xua tay ngắt lời, việc buôn bán cần trọng chữ tín, có khi nào ỷ mạnh cướp đoạt? Nếu thế thì còn gì thanh danh Trung Châu Nhị Cổ nữa? Khâu Tiểu San nói. Xin các hạ tùy tiện đi thôi, tiểu nữ không rảnh để nghe lời cao luận. Kim Bàn Toán Trương Bát khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói. Tài hạ chỉ xin nói 3-4 câu rồi đi ngay. Theo tin tức tài hạ lượm được thì ngoài Băng Thần Phong và những tay cao thủ võ lâm trên dải đất Giang Nam còn có cả những tay cao thủ các phái Thiếu Lâm và Võ Đương đều đuổi tới nơi. Tình thế hiện nay còn nguy ngập hơn trước, cuộc buôn bán này tiền vốn càng ngày càng nặng nếu cô nương không chịu thì e rằng sau này có hối hận cũng không còn kịp nữa. Khâu Tiểu San cười lạt đáp. Tiểu nữ không chịu đâu. Trương Bát cười khanh khách nói. Bọn tài hạ là người buôn bán không tiền miễn cưỡng, vậy xin cáo biệt. Hắn vỗ tay một cái, hai con chó mực lớn sủa lên gâu gâu rồi chạy đi. Kim Bàn Toán Trương Bát chạy theo nhanh như bay, chỉ trong chớp mắt đã không thấy tung tích đâu nữa. Khâu Tiểu San thấy Kim Bàn Toán đi mất hút rồi mới tự nói một mình. Đôi linh khuyển của Trung Châu Nhị Cổ theo dõi rất thính, chúng ta khó mà tránh khỏi bọn chúng. Trương Càn nói ghé vào. Cô nương bất tất phải lo âu. Trung Châu Nhị Cổ tuy hành vi cổ quái, nhưng cô nương cự tuyệt với bọn họ, hai người này cũng không ỷ mạnh cướp đoạt đâu. Khâu Tiểu San nói, cứ tình thế này thì bọn chúng vẫn cố gắng làm cho bằng được.
dù chúng không đồng thủ cướp đoạt thì cũng ỷ vào hai con linh khuyển để theo dõi tình hình bọn ta, để người khác hạ độc thủ cướp giật. Chúng ta sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm và phải theo lời chúng. Trương Càn nói. Cô nương nói rất có L. Nhưng gã không biết an ủi bằng cách nào, lẳng lặng không nói gỡ nữa. Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng từ sau tảng đá núi đi ra. Chàng nói. Tỷ tỷ, bọn người rượt theo chúng ta đến cùng đều vì chiếc chìa khóa cung cấm hay sao? Khâu Tiểu San trong lòng phiền não. Nàng sẵng giọng đáp. Ngươi là một đứa nhỏ, đừng hỏi đến việc người lớn. Tiêu Lĩnh Vu thấy Khâu Tiểu San đột nhiên ra chiều tức giận với mình, chàng trương hừng nói. Tỷ tỷ đừng buồn nữa. Từ nay tiểu đệ không hỏi đến là xong. Khâu Tiểu San ngừng mặt trông thấy má chàng bị gió lạnh làm cho sưng lên, gắng gượng nhìn mối tức giận, nước mắt chảy quanh, mỉm cười. Bất giác lòng nàng nhún ra, từ từ vươn tay dắt Tiêu Lĩnh Vu. Nàng dịu dàng nói. Đầu óc của tỷ tỷ đang nóng nảy nên nặng lời với hiền đệ bất tất phải để tâm.